Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi của tác giả Phong Hà Du Nguyệt. Truyện thuộc thể loại ngôn tình trọng sinh cổ đại, sủng, trích nguồn Cung Quảng Hằng, editor Tát Trứng, beta Gấu Boki, diễn đọc Chan. Các bạn nhớ để lại bình luận, cảm xúc để cổ vũ cho Chan. Like, share video để giúp kênh tăng thêm lượt đề xuất. Đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua các hình thức Chan đã ghi ở mục miêu tả video bên dưới. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 93. Ta sẽ đối với muội rất tốt, rất tốt. Thật ra Ngụy La có nhìn thấy Lý Tụng, chẳng qua nàng giả vờ như không nhìn thấy mà thôi. Kể từ lần ở rừng trúc phủ Định Quốc Công, nàng và Lý Tụng cũng chưa từng gặp lại. Như vậy rất tốt, hắn không tới trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không làm gì hắn. Nếu hắn vẫn như trước nhất quyết không chịu buông tha, vậy nàng sẽ không khách khí với hắn nữa. Lúc Ngụy La và Lương Ngọc Dung tới Ngọc Tuyền Viện, cung nữ đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, Triệu Lưu Ly thì ngồi uống trà dưới tán cây ngô đồng. Triệu Lưu Ly nhìn thấy hai người các nàng tới, liền chào hỏi rồi cùng nhau ngồi xuống, tự mình rót hai chén trà đưa tới trước mặt các nàng. Đây là trà Dương Tiễn đặc biệt chỉ có từ Ngự Sơn Trang. So với trà Long Tĩnh thì mùi vị nồng hơn một chút. Các ngươi nếm thử đi. Ngụy La bưng chén trà màu phấn có họa tiết hình hoa phù dung lên, nhấp một ngụm, cảm nhận rõ vị ngọt thuần của trà dậy lên. Dư vị để lại có chút đắng đắng, coi như không tệ. Lương Ngọc Dung cũng muốn uống thử một ngụm, thấy không có việc gì liền đề nghị. Mọi người muốn tới sau núi chơi một chút không? Hôm nay ở đó có hội thơ. Tam công tử phủ Định Quốc Công Cao Tụng Huân ở Xuân Lâu Âm sau núi mở một hội thơ, mời không ít đồng môn cùng thế gia công tử tới dự. Tống Huy và Lương Dục cũng trong hàng ngũ được mời, tình cảnh náo nhiệt vô cùng, không ít thiên kim tiểu thư đều đã qua tham dự. Ngụy La do dự một chút, nàng không muốn đi, sợ gặp Tống Huy rồi lại lúng túng, không biết phải nói gì, liền đề nghị. Trời sắp tối rồi, hay là không đi? Lương Ngọc Dung nhìn trời liền không cho là đúng, kéo Triệu Lưu Ly và Ngụy La từ ghế đôn đứng lên. Mặt trời chỉ vừa mới ngả về tây thôi, trời còn lâu lắm mới tối. Đi thôi, cho dù không xem hội thơ, đến sau núi thăm thú cũng tốt. Nghe nói nơi đó có một rừng lá phong lớn, khi ánh chiều tà chiếu lên nhìn rất đẹp mắt. Ngụy La không tiện quét đi hứng thú của nàng ấy, chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý, dẫn theo nha hoàn đi tới sau núi. Phía sau núi có một cái đình bách lý, trong đình có màn tre vây quanh ba mặt, mặt còn lại đối diện với Xuân Âm Lâu. Hai tòa kiến trúc cách nhau mấy trượng, nhìn từ xa miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy quang cảnh đối diện. Trong đình có vài thiên kim tiểu thư đang ngồi, nhìn như là đang nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại ngẫu nhiên liếc nhìn về phía đối diện một cái. Mặc dù không nghe được bên kia nói gì, nhưng tận mắt nhìn thấy tư thái của mấy vị thiếu niên này cũng tốt. Lúc đám người Triệu Lưu Ly tới, mấy cô nương mặc áo lụa trắng cùng váy mã diện gấp gáp quỳ gối hành lễ bái kiến Thiên Cơ công chúa. Triệu Lưu Ly đưa tay ý bảo bọn họ đứng dậy. Nàng cùng Ngụy La và Lương Ngọc Dung đi đường mệt mỏi, liền ngồi sau bàn đá nghỉ ngơi. Thân thể Triệu Lưu Ly không tốt, chịu không nổi khí trời quá nóng hoặc quá lạnh, vì thế hàng năm đều tới Tử Ngự Sơn Trang nghỉ hè, coi như quen thuộc với địa hình nơi này. Nàng biết rõ rừng lá phong trong điện Lương Ngọc Dung nằm ở mặt sau Xuân Lâm Lâu, còn phải đi một đoạn đường nữa, liền muốn thừa dịp hội thơ bên đó còn chưa kết thúc dẫn hai người bọn họ qua đó. Miễn cho lát nữa mọi người trong hội thơ đi ra chạm mặt lại liền lúng túng. Bọn họ không nghỉ ngơi bao lâu, Triệu Lưu Ly liền đứng dậy nói với các nàng, còn phải đi một đoạn nữa mới tới rừng lá phong, hai người còn muốn đi xem không? Nếu đã tới đây thì không có đạo lý quay về không. Lương Ngọc Dung đương nhiên là muốn đi. Vì vậy Triệu Lưu Ly lại tiếp tục dẫn bọn họ lên đường. Không may chính là bọn họ vừa đi tới Xuân Âm Lâu, hội thơ bên trong lại vừa vặn kết thúc. Từng tiếng bước chân chuyển tới, các thiếu niên trong lâu lục tục đi ra. Có người mặt mỉm cười đắc chí vừa lòng, cũng có người không vui ủ rũ cúi đầu, có phần trăm người chăm sắp thái. Bọn họ nhao nhao ầm ĩ. Vừa tới cửa liền thấy có ba vị cô nương, một người so với một người thì càng thêm xinh đẹp. Đặc biệt là tiểu cô nương mặc váy đỏ thêu hoa mai ngũ sắc, đôi mắt tuyệt đẹp, gương mặt trắng nõn. Bị đôi mắt đó nhìn qua, các thiếu niên liền im lặng,
trên mặt phiếm hồng, lặng lẽ rời đi. Có vài công tử thế gia nhận ra Thiên Cơ công chúa, vội vàng hành lễ với nàng. Triệu Lưu Ly trốn tới trốn lui cũng trốn không được. Thấy nhiều người đi qua như vậy thì cảm thấy rất xấu hổ. Nàng đỏ mặt kêu bọn họ miễn lễ, bàn tay lại âm thầm nắm chặt lấy tay Ngụy La, thật muốn cất bước bỏ chạy. Trời sinh nàng sợ người lạ, vừa gặp người lạ toàn thân đều khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi như mưa, dần dần có chút không chống đỡ được, lại nhìn bốn phía tìm kiếm sự giúp đỡ của Dương Trần. Đáng tiếc, lúc này Dương Trần không có ở đây, đại khái là đang núp trong bóng tối bảo vệ nàng, cũng không tiện hiện thân, cho dù biết nàng khó xử, cũng không thể dẫn nàng đi trước mặt mọi người. Triệu Lưu Ly lui dần về phía sau, muốn tránh sau lưng Ngụy La một lúc, lại có thanh âm giải vây cho nàng. Sao công chúa lại ở đây? Không phải là muốn đi hậu viện xem rừng lá phong hay sao? Chủ nhân giọng nói đó là một thiếu niên khoác áo choàng bằng gấm màu xanh đậm, ước chừng trên dưới 18 tuổi, dung mạo tuấn tú, cởi mở hoạt bát. Hắn chính là chủ nhân hội thơ này, Tam công tử Phủ Định Quốc công Cao Tụng Huân. Trước đây hắn cũng gặp qua Triệu Lưu Ly vài lần, khi đó hai người còn nhỏ, cũng từng chơi đùa mấy lần. Về sau lớn lên thì không còn liên lạc nữa. Trong lúc nhất thời, Triệu Lưu Ly cũng không nhận ra hắn. Bên cạnh hắn còn có một người, đúng là Tống Huy. Tống Huy mặc cẩm bào sa tanh màu xanh xám, cao lớn vững chãi, bước chân thong thả. Hắn nhìn theo ánh mắt của Cao Tụng Huân liền thấy Ngụy La bên ngoài Xuân Âm lâu, thân hình đột nhiên cứng đờ, đứng im tại chỗ. Cao Tụng Huân không phát hiện Tống Huy lạ thường, liền tiến lên hành lễ với Triệu Lưu Ly. Tham kiến Thiên Cơ công chúa. Triệu Lưu Ly bảo hắn miễn lễ từ tốn nói, chúng ta muốn đi rừng lá phong ở phía sau, tiện đường đi ngang qua Xuân Âm lâu, không phải cố ý quấy rầy mọi người đâu. Cao Tụng Huân cười cười, công chúa nói vậy là có ý gì chứ? Đáng lẽ phải là tại hạ cầu xin công chúa không trách tội tại hạ cùng đồng môn mạo phạm ngài. Hai người này suy cho cùng cũng có chút quen biết. Triệu Lưu Ly đối xử với hắn không khẩn trương như với những người khác, nói với hắn một hai câu, liền cất bước muốn rời đi. Cao Tụng Huân cũng không ngăn cản. Tống Huy vẫn luôn đứng phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy La bên cạnh Triệu Lưu Ly, ánh mắt nặng trĩu lộ ra một chút bi thương. Tống Huy gầy đi không ít, bộ dáng có chút tiểu tụy, thấy Ngụy La phải đi, không nhìn được muốn bước lên vài bước, khàn giọng hỏi, "À La muội, có thể nói chuyện với ta một chút không?" Ngụy La dừng một chút, cũng biết không thể trốn tránh mãi, nàng nhìn Tống Huy miễn cưỡng cười một cái rồi hỏi, "Tống Huy ca ca có lời nào không thể nói ở đây ư?" Tống Huy hạ giọng nói, "Ta muốn nói chuyện riêng với muội." Cũng may là lúc này trong Xuân Âm lâu cũng không còn lại mấy người, chỉ còn mỗi Cao Tụng Huân. Cao Tụng Huân thấy bầu không khí này không đúng, liền thức thời ôm quyền cáo từ. Lương Ngọc Dung thấy thế, nghĩ hai người bọn họ sắp đính hôn, nói chuyện một chút cũng chẳng sao, liền dẫn Triệu Lưu Ly đi, cho hai người họ có chút không gian. Nhưng Triệu Lưu Ly lại biết rõ quan hệ của Ngụy La và Triệu Giới, nàng có chút không yên lòng, vừa đi vừa quay đầu lại gọi, "A La." Ngụy La cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Tống Huy chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của nàng, hốc mắt hắn thâm đen như vài ngày chưa ngủ, chỉ một thời gian mà người đã gầy đi một vòng. Ánh mắt bi thương giống như rơi xuống vực sâu, mang theo tuyệt vọng cùng chút dãy giụa không cam lòng. Hắn mở miệng, rất lâu mới có thể nói ra được một câu đầy đủ. "A La, phụ thân ta đã nói với anh quốc công việc giải trừ hôn ước. Hôm nay, trước khi hắn xuất môn, Trung Nghĩa Bá đã chuẩn bị tới phủ anh quốc công từ hôn, thuận tiện bồi tội. Hắn không đi cùng, đại khái là sợ phải đối mặt." Tống Huy chỉ cảm thấy lòng đau như dao cắt, không bỏ được nàng, không muốn để nàng đi. Đêm hôm Tống Bách Nghiệp nói với hắn không thể thú Ngụy La, hắn quỳ ngay cửa cả đêm, cầu xin phụ thân thu hồi quyết định đó, nhưng không có tác dụng. Cho dù thế nào Tống Bách Nghiệp cũng không thể đồng ý, còn nói cửa hôn sự này không thể không lui. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim mình như bị khoét trống rỗng, không có xuống dốc. Không biết tại sao lại phát sinh biến cố như vậy. Hắn muốn gặp Ngụy La một lần, nhưng cũng sợ phải gặp nàng, sợ nhìn thấy nàng rồi sẽ nói ra mấy lời tàn nhẫn. Cảm giác đó so với lấy dao khoét người hắn còn khó chịu hơn. Hắn chịu không nổi nên hắn muốn né tránh, nhưng tránh cũng vô ích. Hôm nay nhìn thấy nàng, tâm tình hắn liền trỗi dậy mạnh mẽ, rất muốn ôm nàng, rất muốn có được nàng, muốn thú nàng về yêu thương nàng thật nhiều. Trước đó Ngụy La đã nghe Triệu Giới nói qua, mặc dù không tới mức quá ngạc nhiên, nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Ngụy La chỉ có thể ừ một tiếng.
Tống Huy nắm chặt tay, thiếu niên ôn nhuận lịch sự tao nhã ngày xưa giờ đã trở nên thất ý, suy sụp tinh thần, trong giọng nói vô tình lộ ra vẻ khẩn cầu. À la, vì sao muội không muốn gả cho ta? Ta sẽ đối với muội rất tốt mà. Ngụy La không nhìn hắn, rất lâu sau mới nói. Muội chỉ coi huynh là huynh trưởng, muội không có tình yêu nam nữ với huynh. Thân hình Tống Huy khẽ lay động, hệt như đứng không vững. Ngụy La vô thức muốn đỡ hắn, bàn tay đưa ra một nửa rồi lại rụt về. Việc muội muốn giải trừ hôn ước không liên quan tới Tống Huy ca ca. Huynh rất tốt, thần xin lỗi, đáng lẽ muội phải nói sớm hơn. Nàng nhìn bộ dáng Tống Huy bây giờ, trong lòng có chút áy náy, muốn an ủi hắn cũng không biết phải nói cái gì. Nói càng nhiều lại sợ càng cho hắn hy vọng, chẳng thà là không nói gì cả. Tống Huy vịn lấy bàn đá bên cạnh, đầu ngón tay nắm tới trắng bệch, sắc mặt hắn tái nhợt, rất lâu mới bình thường trở lại, không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài. Bóng lưng hắn dung nhập vào vách núi xa xa, từng bước cực kỳ thong thả, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt Ngụy La. Sau khi mặt trời lặn, trăng sao thưa thớt, trong đình giữa hồ của Tử Ngự Sơn Trang đang có một bữa tiệc rượu. Người có mặt phần lớn là thiếu niên tham gia hội thơ ban ngày, một đám người cao hứng chơi tiểu lệnh đoán đố chữ, vô cùng náo nhiệt. Tiểu lượng của Tống Huy không tốt, trước kia hắn đều tự biết điểm dừng, uống 2-3 chén liền ngưng. Hôm nay không biết có chuyện gì, ai mời cũng không từ chối, ai mời cũng uống một hơi cạn sạch, khác bình thường một trời một vực. Người khác tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là tâm tình hắn đang tốt, càng rót càng nhiều, lại không biết hắn có buồn khổ trong lòng. Không bao lâu, Tống Huy liền thấy đầu choáng váng, thần trí không rõ. Đến cùng hắn vẫn còn chút lý trí, biết rõ nếu uống tiếp không chừng sẽ xảy ra chuyện xấu, liền đứng dậy cáo từ mọi người, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Đi qua cầu Cửu Khúc, đang muốn đi về phía trước, có một nha hoàn đang đứng dưới tảng cây liễu đối diện chạy tới, giống như đã đợi hắn rất lâu rồi. Tống Thế Tử. Tống Huy dừng bước, nhờ ánh trăng mới thấy rõ tướng mạo nha hoàn đi tới, hình như là nha hoàn bên cạnh Ngụy Tranh. Nha hoàn đó lại nói, Ngũ tiểu thư nói nô tỳ chuyển lời với ngài, nói muốn mời ngài tới Kim Đài Viện một chuyến, tiểu thư có chuyện muốn nói. Chương 94. Trúc Lam múc nước, công dã tràng. Tống Huy bước chậm lại, cho là mình nghe nhầm. Ngụy Tranh muốn gặp hắn bây giờ. Đầu óc hắn vô cùng choáng váng, cũng chưa từng buông thả bản thân uống nhiều rượu tới vậy, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Mãi một lúc lâu mới hiểu được nha hoàn đang nói gì. Tống Huy xoa xoa mi tâm, thanh âm trầm khàn. A Tranh muội muội tìm ta có việc gì? Ngân Lâu liếc mắt một cái nhìn qua đỉnh giữa hồ, người bên trong vẫn còn nâng ly cạn chén, căn bản không có ai chú ý tới tình huống bên này. Bên cạnh Tống Huy cũng không có người hầu, nàng ta liền đánh bạo tiến lên dìu hắn. Tiểu thư không nói, nhưng hình như có việc rất gấp, Tống Thế Tử theo nô tỳ qua đó một lát là biết. Mặc dù Tống Huy uống nhiều rượu, nhưng không tới mức không đi nổi. Hắn phất tay đẩy nha hoàn ra, lảo đảo hai bước miễn cưỡng đứng vững. Hắn cúi đầu lấy lại chút tỉnh táo nói, dẫn ta qua đó. Trong mắt Ngân Lâu lóe lên một chút vui mừng khó nhận ra, quy củ dẫn đường nói, mời Thế Tử ra đi theo nô tỳ. Tống Huy không nói gì, cất bước đi theo sau lưng nàng ta. Khắp Tử Ngự Sơn Trang đều được thắp đèn lồng, cứ mỗi 100 bước lại có một cột đá. Trên cột đá có một cánh tay khổng lồ cầm đèn chiếu sáng, làm cả sân nhỏ sáng bừng. Ngay cả đá cuội lát trên đường cũng nhìn thấy rõ. Kim Đài Viện cách đình giữa hồ một đoạn đường, bởi vì là chỗ dành cho các tiểu thư, nên cũng được bố trí khá xa. Khi đi qua một con đường đá cuội nhỏ, lại xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài. Ngay phía trước là một vườn hoa mẫu đơn muôn hoa thi nhau khoe sắc. Sau vườn hoa này chính là Kim Đài Viện. Đi qua một đoạn đường như vậy, thần trí Tống Huy cũng đã thanh tỉnh ít nhiều. Hắn cúi thấp đầu, đôi mắt vốn lúc nào cũng mỉm cười ôn nhu, khiến người như tắm gió xuân, giờ chỉ còn lại tịch mịch và mất mát. Hắn nhớ tới những lời ban nãy Ngụy La nói, khóe môi thoáng chút cười khổ. Hắn và Ngụy La vốn có hôn ước từ nhỏ, từ lúc 6 tuổi, hắn đã biết có một tiểu oa nhi như thế. Sau khi nàng lớn lên sẽ được gả cho hắn, làm thê tử của hắn, cùng hắn tay nắm tay trọn đời đầu bạc răng long. Khi đó hắn còn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc thành thân, chỉ biết sau này không được bỏ rơi nàng,
sinh tử hoạn nạn đều ở cùng một chỗ. Đây là cái đuôi nhỏ của hắn, hắn phải chăm sóc nàng thật tốt, không để nàng chịu bất cứ ủy khuất nào. Về sau, chăm sóc thành thói quen, dần dần cam tâm tình nguyện, trong lòng chỉ có mình nàng, người khác không thể nào lọt được vào mắt hắn. Hắn tâm ý mãn nguyện mong đợi ngày thành thân, thế nhưng một ngày kia, nàng bỗng nhiên lại nói không muốn gả cho hắn, nàng chưa bao giờ có tình yêu nam nữ với hắn. Nàng có người nàng thích, nhưng người đó lại không phải là Tống Huy hắn. Tống Huy vốn cho rằng chỉ cần hắn không đồng ý, chỉ cần thú nàng vào cửa, sau này yêu thương nàng thật nhiều, liền có thể khiến nàng cảm động. Đáng tiếc, hắn nghĩ quá tốt rồi. Không có duyên phận chung quy vẫn là không có duyên phận. Ngay cả cơ hội làm nàng cảm động hắn cũng không có. Hôn sự tan thành bọt nước, chỉ còn mình hắn cô độc như trước. Tất cả đều là công dã tràng, đều là hắn tự mình đa tình. Cả đoạn đường đi Tống Huy đều không tập trung, trong lòng đều là Ngụy La, lúc này cũng không nghĩ được gì khác. Thế nên lúc nghe nói Ngụy Tranh muốn gặp hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo. Ngân Lầu dẫn hắn đi vào Kim Đài Viện, dừng lại trước một gốc đa lớn. Dưới tảng cây không có ai, không thấy Ngụy Tranh đâu cả. Nàng ta nói, tiểu thư còn chưa tới, thế tử đứng đây chờ một chút, tiểu thư lập tức tới ngay. Tống Huy cũng không nghĩ gì được, đầu càng lúc càng đau, lộ ra mấy phần mệt mỏi. Hắn đứng dựa vào thân cây phía sau, hai mắt nhắm nghiền không nói lời nào. Ngân Lầu đứng một bên lặng lẽ quan sát hắn, dò xét hỏi, lúc nãy thế tử ra uống rượu sao? Tống Huy cũng không có tâm tình trả lời, chỉ ư nhẹ một tiếng. Đúng là một người ôn nhu như nước, khó trách cả Ngũ tiểu thư và Tứ tiểu thư đều thích. Ngũ tiểu thư thậm chí còn tình nguyện không để ý danh dự cũng phải gả cho người này. Ngân Lâu thầm nghĩ trong lòng, nếu đêm nay Ngũ tiểu thư ra tay thành công gả cho Tống Huy, về sau nàng ta nhất định cũng sẽ là nha hoàn hồi môn. Nha hoàn hồi môn không những có địa vị cao, nói không chừng còn có thể hầu hạ bên cạnh Tống Huy. Nếu may mắn được nhìn chúng thu vào phòng, vậy nàng ta chính là di nương rồi. Lại nói từ sắc nàng ta cũng không kém, không biết có thể lọt vào mắt Tống Huy hay không. Trong lòng Ngân Lâu cong cong quẹo quẹo, chốc lát liền nghĩ thật xa. Rất nhanh, Ngân Lâu liền hoàn hồn, trước mắt phải giúp Ngũ tiểu thư hoàn thành việc này đã. Ngũ tiểu thư thành công rồi mới tới phiên nàng ta. Ngân Lâu thấy Tống Huy không nói lời nào, nhớ lại những gì Ngụy Tranh đã dặn, cố làm ra vẻ sốt ruột nói, sao tiểu thư còn chưa tới chứ? Có lẽ là vì xa quá nên đi đường có chút chậm trễ. Tiểu thư Ngụy Tranh ở gian phòng phía đông, thế tử đứng chỗ này đợi một chút, nô tỳ đi xem sao. Nói xong chợt nhớ ra gì đó, nàng ta vỗ trán ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ấy nha, hôm nay Tứ tiểu thư từ sau núi trở về, hình như thân thể không khỏe. Tiểu thư nô tỳ đi thăm, chắc vì vậy nên lúc này mới tới trễ. Thân thể Tống Huy cứng đơ, không tự chủ hỏi, à là bị bệnh. Ngân Lâu gật gật đầu nói, có lẽ là sau núi có vật gì đó không sạch sẽ. Nghe nói lúc Tứ tiểu thư về thì liền thấy không khỏe, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nói xong, nàng ta lại lặng lẽ quan sát Tống Huy, thấy hắn vô cùng lo lắng, chỉ thầm than trong lòng, thế tử gia quả nhiên quan tâm Tứ tiểu thư. Lúc nãy nàng ta nói Ngũ tiểu thư có việc gấp, trên mặt hắn cũng không tỏ vẻ gì. Bây giờ nghe nói thân thể Tứ tiểu thư không khỏe, lập tức liền khẩn trương. Nàng ta cũng không biết rốt cuộc Tứ tiểu thư có bệnh hay không, nhưng sau khi Ngụy La từ sau núi trở về, sắc mặt thật sự không tốt, là do nàng ta tận mắt nhìn thấy. Ngân Lâu liền chỉ vào một gian phòng nói, đèn trong phòng Tứ tiểu thư đã tắt từ sớm, chắc là thân thể không thoải mái cho nên đã đi nghỉ rồi. Nói xong, Ngân Lâu cũng không nhiều lời nữa, cất bước đi tới sương phòng phía đông. Nô tỳ đi xem Ngũ tiểu thư một lát, thế tử gia chờ một chút. Tống Huy đứng dưới tảng cây đa, nhìn về gian phòng của Ngụy La, bất động thật lâu. Nàng ngã bệnh ư? Lúc chiều hắn thấy nàng còn tốt lắm mà, sao đột nhiên tối đến liền ngã bệnh rồi? Có nghiêm trọng hay không? Có cần mời đại phu tới xem một chút không? Tống Huy rõ ràng không muốn, nhưng lại không tự chủ được mà quan tâm Ngụy La. Chỉ cần nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia có chút không khỏe, lộ ra bộ dáng tội nghiệp, nói với hắn, muội khó chịu, hắn liền nhịn không được mà mềm lòng. Cuối cùng vẫn là không bỏ được nàng. Mấy năm nay, quan tâm nàng đã sớm trở thành thói quen, giống như máu thịt hòa vào thân thể, chẳng thể dứt bỏ được, làm sao có thể một sớm một chiều liền buông xuống ngay được. Tống Huy đợi vài phút, lại không thấy Ngân Lâu trở lại. Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn đi tới phòng Ngụy La. Trên hành lang treo đèn lồng bát giác, ánh đèn mập mờ không hiểu lý lẽ, một trận gió nhẹ thổi tới, thổi khiến ánh sáng đong đưa lắc lư, đến cả bóng cửa hắn đung đưa theo gió.
Tống Huy đứng trước trực linh môn, đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Tay giơ lên một nửa, rồi lại đột nhiên tỉnh táo. Hắn ngừng lại. Tống Huy hắn đang làm gì thế này? Đây là khuê phòng của nàng. Đêm hôm khuya khoắt hắn xông vào là muốn hại nàng hay sao? Nếu thật lo lắng cho bệnh tình của nàng, sáng sớm mai lại đến thăm không phải là được rồi ư? Huống gì ban ngày bọn họ đã nói rất rõ ràng, nếu đã không còn hôn ước, hắn ở lập trường nào mà đi quan tâm nàng đây? Bây giờ tiến vào thì có thể thế nào? Có thể vãn hồi điều gì chứ? Nàng có người mình thích, giờ khắc này nhất định không hy vọng nhìn thấy hắn. Hắn cũng không nên khiến nàng khó xử. Tống Huy đứng trước cửa rất lâu, cũng không làm ra hành động gì tiếp theo. Hắn giơ tay thật lâu, đến tê cứng, mãi mới để xuống xoay người ra về. Ngụy La nói chỉ coi hắn là huynh trưởng, đâu có vị huynh trưởng nào nửa đêm lại tự tiện xông vào khuê phòng của muội muội. Nếu đã không có duyên phận thì không cần tự cho mình hy vọng, nhất đào lưỡng đoạn cắt đứt tình cảm cũng tốt. Sau này hắn còn có thể quan tâm nàng không? Tống Huy nghĩ tới vấn đề này, bước chân dừng một chút, chợt cười nhẹ, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đại khái chỉ có thể âm thầm quan tâm, người có thể danh chính ngôn thuận quan tâm nàng không bao giờ có thể là hắn được nữa. Sau khi Tống Huy rời đi, Kim Đại Viện lại chìm vào yên tĩnh. Không lâu sau, dưới gốc đa có người chậm rãi bước ra. Hắn ta mặc một bộ cẩm bào xanh đen thêu hoa văn bảo tướng bao bọc lấy thân hình cao ngất tuấn lãng. Ánh trăng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống một bên mặt tinh xảo của hắn, cái vớt nhỏ nhỏ nơi khóe mắt lại hiện lên trắng muốt, nổi bật lên vẻ đẹp rực rỡ. Mày kiếm mắt sáng, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, phảng phất có chút bướng bỉnh bất tuân. Đúng là Lý Tụng. Lý Tụng vẫn đứng trong chỗ tối, vẫn không bị ai phát hiện. Mới vừa rồi hắn đứng dựa vào vách tường, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của Tống Huy và Nha Hoàn, biết được Ngụy La bị bệnh. Hắn đi tới sương phòng đang chìm trong đêm đen cách đó không xa, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng tiến lên phía trước. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, ví dụ như nàng và Tống Huy thật sự hủy bỏ hôn ước hay sao? Có phải nàng và Triệu Giới đang rất tốt hay không? Hai người rốt cuộc đến đâu rồi? Có cùng chung chăn gối chưa? Càng nghĩ, trong lòng hắn càng thấy khó chịu và giận dữ. Rõ ràng hắn là người không có tư cách để hỏi điều này nhất. Dù sao hai người bọn họ cũng không vừa mắt nhau. Nàng tốt với ai, cũng không có chút quan hệ nào với hắn. Nhưng Lý Tụng hắn nhịn không được. Cho dù hai người vừa nhìn thấy nhau đã dương cung bạt kiếm, hắn cũng muốn nhìn nàng nhiều hơn một chút, nói với nàng nhiều hơn một câu. Lý Tụng nắm chặt trầm phỉ thúy trong tay, từng bước một đi tới cửa phòng Ngụy La. Hắn định tối nay sẽ trả lại vật này cho nàng. Về sau, hắn liền không còn vướng bận gì nữa. Mỗi khi hắn nhìn thấy vật này, đều không nhịn được nghĩ tới nàng, nghĩ ý muốn chiếm hữu nàng càng lúc càng mãnh liệt. Lý Tụng đứng ở trực linh môn, đưa tay lên gõ cửa. Bên trong không có ai đáp lại. Ngủ thiếp đi rồi sao? Lý Tụng chần chừ một lát, đưa tay đẩy cửa, đi vào trong phòng. Bên trong phòng là một mảnh tối mù, lại có vị ngọt ngấy xộc vào mũi. Trong phòng không có lấy một nha hoàn trực đêm, chỉ có bóng đêm tĩnh lặng, im hơi lặng tiếng. Không phải nói Ngụy La bị bệnh hay sao? Sao lại không có ai chăm sóc? Lý Tụng cau mày đi vào nội thất, vòng qua một bình phong vẽ tranh sơn thủy, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, miễn cưỡng có thể thấy rõ khung cảnh trên giường. Có một người nằm trên giường, tóc đen xõa ra, lưng đưa về phía hắn. Thân ảnh nho nhỏ, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, khiến Lý Tụng dừng bước. Lúc này, nàng trông thật ngoan ngoãn biết điều, không có ánh mắt chán ghét lúc nhìn hắn, nhu nhược khéo léo, khiến hắn run sợ. Người trên giường đắp chăn mỏng màu xanh, có lẽ bị hắn động vào làm tỉnh giấc, còn cho rằng đó là nha hoàn của mình, ho khan một tiếng lẩm bẩm nói. Nước, nước. Lần đầu tiên Lý Tụng xông vào phòng của một cô nương, quả thật cũng không có kinh nghiệm gì. Hắn vốn có chút khẩn trương, nghe được giọng nói này thì lại ngẩn người. Thanh âm này mặc dù mềm mại dễ nghe, nhưng vẫn có chút khác so với Ngụy La. Giọng nói của Ngụy La mềm mại hơn, mềm tới mức thấm vào xương tủy, không phải như bây giờ, nghe ra có chút cố sức. Lý Tụng vốn đang suy nghĩ, người trên giường lại ho khan một tiếng, giọng nói dồn dập hơn so với lúc nãy. Lý Tụng biết Ngụy La có một nha hoàn tên Kim Lũ, chắc là bởi vì bị bệnh nên thanh âm mới thay đổi. Lý Tụng không lập tức rời đi, hắn chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh trên giường hồi lâu, mà xui quỷ khiến thế nào lại đi tới bên bàn rót chén nước. Hắn đi tới bên giường ôm nàng dậy, đưa nước tới bên miệng nàng. Uống đi. Lý Tụng cảm giác bản thân cũng bệnh không nhẹ. Không phải nói là tới đây trả châm sao?
Vì sao lại ở lại chăm sóc nàng chứ? Nàng khát nước hay không thì liên quan gì tới hắn? Nghĩ vậy, Lý Tụng nhíu mày, đang chuẩn bị đẩy nàng ra rời đi. Thân thể mềm mại không báo trước lại dán lên người hắn. Cánh tay cuốn lấy eo hắn, không để hắn đi. Nàng mặc rất ít, chỉ mỗi áo trong và quần lụa mỏng, thật giống như không mặc gì. Thế nên Lý Tụng có thể cảm nhận được rất rõ từng đường cong thiếu nữ, khéo léo mềm mại, giống như trong đêm nguyên tiêu kia, khi hắn đè nàng vào chân tường. Tiểu cô nương ôm hắn thật chặt, gò má thậm chí còn cọ sát trong lòng hắn, đáng thương làm nũng. Muội lạnh quá. Thân thể Lý Tụng cứng đờ, chỉ cảm thấy bụng dưới có một luồng khí nóng dâng lên, toàn thân nóng ran. Chương 95, Ngụy La, ta muốn ngươi. Huân hương lượn lờ trong phòng, từ từ truyền tới mùi thơm ngọt tới phát ngấy. Lý Tụng chỉ cảm thấy bụng dưới như bị lửa đốt, đem toàn thân hắn đốt đến cháy sạch, muốn làm gì đó để giải nhiệt. Hôm nay hắn cũng có uống rượu, nhưng tiểu lượng của hắn từ trước tới nay vốn không tệ. Mấy chén rượu kia nhẹ, căn bản không đủ để làm cho hắn say. Nhưng vừa bước vào phòng, nhìn thấy thân thể của Ngụy La, hắn liền không tự chủ được trở nên kỳ quái. Thân thể mềm mại không xương của nàng quấn lên người hắn, ghé vào bên tai hắn phát ra những âm thanh nũng nịu, khiến hắn không khống chế được ôm chặt nàng, xếp xào kề sát. Ngụy La, Ngụy La. Hắn gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần, vừa yêu vừa hận. Nàng làm ra nhiều chuyện quá đáng với hắn như vậy, hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể chân chính chán ghét nàng. Có đôi khi hắn thấy thật hận nàng, thật ra lại càng hận chính mình nhiều hơn. Nhiều nữ nhân như vậy, vì sao lại động tâm với nàng? Lý Tụng không nghĩ được tại sao hôm nay Ngụy La lại thay đổi thái độ với hắn. Đại khái là vì quá khát khao nàng sẽ cười với hắn, làm nũng với hắn. Thế nên chỉ cần nàng đáng thương nói một câu, ta lạnh quá, hắn liền kìm lòng không được mà ôm chặt nàng hơn. Hôm nay là nàng tới trêu chọc hắn, cho dù lát nữa nàng hối hận, hắn cũng sẽ không dừng tay. Lý Tụng xoay người đè nàng dưới thân, hung hăng gặn cắm môi nàng, giống như lang sói không chờ được cắn nuốt con mồi. Nàng cùng hòa thành một thân thể với nàng. Thân thể mềm mại dưới thân không ngừng run rẩy, nhưng hắn lại không muốn đối nàng dịu dàng ôn nhu, càng lúc càng dùng sức. Như vậy, nàng mới không thể quên hắn. Lúc này Lý Tụng đã không thể nghĩ được gì khác, chỉ muốn bắt nạt nàng, hung hăng khi dễ nàng, để nàng trong lòng hắn khóc thút thít cầu xin tha thứ. Màn đầu giường rơi xuống, che khuất cảnh xuân bên trong. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc vội vàng dao động của nam nhân và tiếng than nhẹ yêu kiều của nữ nhân, thanh âm sột soạt. Không lâu sau liền có xiêm y từ bên trong ném ra, lộn xộn rơi đầy đất. Cô gái quá nhỏ, tiếng kêu có vài phần quá sức. Tiếng kiều mị truyền tới bên cửa rồi dần dần tiêu tán trong không khí. Một đêm xuân tình, hai người dị mộng. Giờ dần ngày hôm sau, chân trời thoáng chút ánh sáng, những tia nắng ban mai dần hé lộ nơi chân trời. Một con chim sẻ đậu trên hành lang nhỏ, ríu rít kêu, rồi vỗ cánh phành phạch bay đi mất. Lúc này các vị tiểu thư còn chưa thức giấc, chỉ có vài nha hoàn vội vã đi trên hành lang, vội vội vàng vàng chuẩn bị nước nóng và khăn mặt cho tiểu thư nhà mình. Ngần Lầu đứng trước cửa gian phòng của Ngụy Tranh, ban đầu nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, mãi một lúc cũng không nghe được thanh âm gì, mới ra gõ cửa đi vào. Nàng ta bưng thau đồng tiến vào, vòng qua bình phong bốn phiến, họa cảnh sơn thủy, đi tới bên giường. Dưới đất đầu giường là y phục tán loạn, nàng ta che miệng cười ái muội, đi vòng qua một bên, nhấc màn thêu lên. Ngân Lầu đang chuẩn bị gọi người bên trong dậy, nhưng lúc nhìn thấy rõ nam nhân đang nằm trên giường thì hai mắt trợn tròn, sợ tới mức lùi về sau mấy bước. Thau đồng đựng nước rơi xuống đất, phát ra tiếng chói tai, nước nóng lập tức đổ ra lênh láng. Nam nhân bị một tiếng đông này đánh thức, nhíu mày mở mắt. Đầu Lý Tụng đau như muốn nứt ra. Thường ngày hắn uống rượu say cũng không bị như vậy, hôm nay không biết tại sao lại đau đầu kịch liệt, giống như bị ai đó cầm đồ đục não mở nó ra vậy. Hắn ngồi dậy nửa người, nhớ lại hình ảnh tối qua, đôi mắt đen láy không tự chủ được ôn hòa hơn nhiều. Tối qua hắn cực lực khi dễ Ngụy La, nàng nhỏ bé như vậy căn bản không chịu nổi hắn, nhưng hắn vẫn không dừng lại, nhẫn tâm tiến vào chỗ sâu nhất. Không biết bây giờ nàng có còn đau hay không. Lý Tụng nghĩ, nếu Ngụy La đã là người của hắn, cho dù trước kia bọn họ có bao nhiêu thâm thù đại hận, hắn đều nguyện ý bỏ hết hiểm khích lúc trước, chịu trách nhiệm với nàng, không để cho nàng bị ủy khuất. Sau khi trở về, hắn liền nói chuyện này với phụ mẫu, tới phủ anh quốc công cầu hôn. Lý Tụng cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong lòng,
vẻ mặt vui mừng bỗng nhiên đông cứng lại. Sắc mặt Lý Tụng từ từ thay đổi, ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ, trong chớp mắt liền kết thành một tầng băng. Bởi vì người trong ngực hắn không phải Ngụy La, mà là muội muội của nàng, Ngụy Tranh. Không phải Ngụy La, vậy người tối qua hắn yêu thương chính là... Lý Tụng nắm chặt quả đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi cả lên, ngước mắt nhìn nha hoàn đang đứng đầu giường, rít qua kẽ răng. Chuyện gì xảy ra thế này? Ngân Lâu bị ánh mắt của Lý Tụng dọa sợ, há miệng run rẩy đứng tại chỗ, một câu đầy đủ cũng không phát ra được. Làm sao mà nàng ta biết có chuyện gì chứ? Bản thân nàng ta cũng đang muốn hỏi, không phải là Tống Huy thiếu gia đi vào sao? Tại sao lại biến thành người này? Ngân Lâu không biết phải làm sao, ngay cả chậu đồng cũng quên không nhặt lên. Ở Thịnh Kinh, ai mà không biết Lý Tụng nổi tiếng là một tiểu bá vương, ương bướng, phản nghịch, ngang ngược vô lý. Trêu chọc tới hắn thì cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt. Tiểu thư, vậy mà lại cùng hắn ta nằm chung trên một chiếc giường. Sắc mặt hắn còn khó coi như vậy, lúc này nên làm cái gì bây giờ đây? Ngụy Tranh bị động tĩnh của hai người đánh thức, gò má cọ cọ trên gối, khẽ một tiếng. Hai gò má nàng phiếm hồng, trên người ngập tràn dấu vết yêu thương tối qua. Có chỗ vẫn còn đau, nhận là ở giữa hai chân. Nhưng mà nàng vui vẻ chịu đựng, chỉ cần là Tống Huy ca ca, nàng liền không oán không hối. Tối hôm qua Tống Huy ca ca cũng thật mạnh mẽ, không nghĩ tới một người thoạt nhìn ôn hòa nho nhã như vậy, lúc làm chuyện đó lại kịch liệt đến thế. Nàng cơ hồ bị đụng tới hư luôn. Ngụy Tranh nghĩ sẵn trong đầu lý do thật tốt, chuẩn bị chỉ cần mở mắt, liền làm ra vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc. Chỉ là không nghĩ tới, căn bản cũng không cần chuẩn bị. Người trước mặt nào phải là Tống Huy, mà là Thế tử Nhữ Dương Vương, Lý Tụng. Ngụy Tranh bỗng nhiên cứng đờ người, nhìn ánh mắt thâm trầm dọa người của Lý Tụng. Nàng chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều sôi sục, khiếp sợ vô cùng. Ngươi, tại sao lại là ngươi? Lý Tụng cũng muốn hỏi câu này. Tại sao lại là nàng ta? Cùng hắn hoàn hảo không phải là Ngụy La. Hắn nhớ ngày hôm qua nha hoàn nói đây là phòng của Ngụy La, còn có hương hoa mai lượn lờ như có như không trong phòng. Hắn đưa tay ra bóp cổ Ngụy Tranh, năm ngón tay khép chặt độc ác hỏi, có phải do người thiết kế không? Nàng ta cố ý giả làm Ngụy La, khiến hắn hiểu nhầm, còn bỏ thêm huân hương thúc tình trong phòng. Lý Tụng hận không thể một trường đánh chết nàng ta, xong hết mọi chuyện. Ngụy Tranh muốn đẩy tay hắn ra, nhưng khí lực nam nữ vốn dĩ cách biệt, nàng căn bản không lay chuyển được hắn. Nàng thở không nổi, gần như trợn tròn mắt. Thả ta ra. Giờ khắc này tâm nàng như tro tàn, trong đầu chỉ còn có hai chữ, xong rồi. Ngụy La ngủ rất ngon, vùng núi vốn mát mẻ, buổi tối lại có gió lùa qua cửa sổ, quả thật là thoải mái khoan khoái hơn ở nhà rất nhiều. Nàng tỉnh giấc từ sáng sớm, chọn bộ xiêm y đỏ nhạt thêu phủ dung bằng kim sa, lại mặc váy lụa trắng, ngồi trước gương đồng bắt đầu chải tóc, rồi đi tới chậu đồng rửa mặt. Ngụy La mới vừa lau mặt xong, còn chưa kịp dùng điểm tâm, một nha hoàn từ bên ngoài vào, ấp úng nói với nàng, "Tứ tiểu thư, xin ngài đi qua một chuyến." Đúng là nha hoàn Ngân Lâu của Ngụy Tranh. Ngụy La cầm khăn nhỏ lau lau bọt nước trên mặt, bình tĩnh hỏi, "Có việc gì?" Ngân Lâu khó xử gật đầu, nhìn xung quanh một chút, đại khái là không muốn nói ra, chỉ nhỏ giọng nói, "Cầu xin tứ tiểu thư đi cùng đô tỳ." Ngụy La khó mà tưởng tượng được Ngụy Tranh lại tìm nàng có việc. Nàng đặt khăn nhỏ xuống không nhanh không chậm đi tới. Có việc gì? Nói cho rõ. Ngân Lâu tất nhiên không mở miệng được, sốt ruột tới mức muốn khóc. Nàng ta bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Ngụy La. Việc liên quan tới danh dự của Ngụy Tranh, nếu Ngụy Tranh xảy ra chuyện, một đứa nhâu tí như nàng ta cũng không có gì tốt. Ngụy La kinh ngạc nhướng mày, thật sự hiếu kỳ rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến nô tỳ này sợ tới như vậy. Liền đáp ứng cùng nàng ta đi một chuyến. Ngân Lâu dẫn đường Ngụy La tới trước cửa phòng Ngụy Tranh, gian phòng đóng chặt. Ngụy La đẩy cửa ra, bên trong lạnh ngắt như tờ. Ngụy La đi vào trong, bên ngoài cũng không có gì lạ thường. Vừa đi vào nội thất, lúc nhìn thấy hai người bên trong, nàng nhất thời dừng lại. Ngụy Tranh mặc xiêm y màu vàng nhạt thêu hoa mai, mang giày vải bồi ngồi trên giường. Nàng ta cúi đầu, hai tay nắm chặt chăn trên giường, đầu ngón tay nắm tới trắng bệch. Bên kia Lý Tụng đứng cạnh cửa sổ, vẫn mặc cẩm bào xanh đen hôm qua, sắc mặt âm trầm, quanh người bao phủ một cỗ khí lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi. Ngụy La tái mặt, liếc mắt
liền nhìn thấy vết hồng hồng ứ đọng trên cổ Ngụy Tranh, lại nghe được vẻ ái muội kiều diễm trong không khí, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nàng nhíu mày, cái gì cũng không hỏi, xoay người muốn rời đi. Ngân Lâu gấp gáp ngăn nàng lại. Từ tiểu thư, ngài xin hãy làm chủ cho tiểu thư của nô tỳ, cầu xin ngài đừng đi. Ngụy La quay đầu liếc nhìn Ngân Lâu một cái, ngữ khí không có gì thay đổi, nhưng lời nói lại rất tàn nhẫn. Nàng ta đắm mình làm nhục bản thân, ta có thể giúp gì, có liên quan gì tới ta? Ngân Lâu không phản bác được, nghẹn không nói được lời nào. Ngụy Tranh ở phía sau nghe vậy, oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng Ngụy La, hốc mắt phiếm hồng, cố ý cắn răng nói, sao lại không liên quan tới ngươi? Hắn coi ta thành ngươi mà đối với ta. Ngụy La quả thật dừng bước, xoay người nhìn Ngụy Tranh, lại nhìn Lý Tụng đứng bên cửa sổ. Ánh mắt nàng lộ vẻ chán ghét không chút che giấu, khiến tâm Lý Tụng như rơi xuống đáy cốc, đau nhức vô cùng, nhưng lại không muốn biểu hiện ra trước mặt nàng. Hắn cong môi trào phúng cười. Là vì ta nhận sai người, hay là vì có người dùng tâm thuật bất chính, đường đường là cô nương phủ anh quốc công, lại dùng thủ đoạn bị ổi đó để bắt người, không sợ ta nói ra hay sao? Sắc mặt Ngụy Tranh trắng nhợt, trừng mắt nhìn Lý Tụng. Người nói hiêu nói vượn cái gì thế? Rõ ràng là ngươi. Lý Tụng đi tới bên cạnh Ngụy Tranh, giơ tay lên. Ngụy Tranh cho rằng hắn lại muốn bóp chết nàng như lúc nãy, vô thức trốn sang một bên. Nhưng hắn chỉ cúi người xuống, tìm một bình sứ nhỏ ở dưới gối, cầm lên tay, xoay xoay, vừa chán ghét vừa khinh miệt nhìn Ngụy Tranh. Đây là cái gì? Ngươi không phải là không biết chứ? Ngụy Tranh cắn chặt răng không trả lời. Lý Tụng lùi về sau, nắm chặt bình sứ nhỏ, thiếu chút nữa là muốn bóp nát nó. Nhưng hắn không làm vậy, hắn ném bình sứ xuống dưới chân Ngụy La, cái gì cũng không nói. Ngụy La khom lưng nhặt bình sứ lên, cầm trong tay nhìn nhìn, dưới đáy bình có một chữ Kiều, nàng liền biết rõ là chuyện gì, không nghĩ tới Ngụy Tranh sẽ làm ra chuyện như thế này. Nàng ta không thể nào lại đi thích Lý Tụng, vậy vật này vốn dùng cho ai? Là Tống Huy sao? Nhìn kết quả bây giờ rất có thể là Tống Huy rời đi, Lý Tụng không biết tại sao lại tới. Trong lúc vô tình mắc bẫy của nàng ta mới tạo thành cục diện thế này. Ngụy Tranh thật khiến cho nàng mở rộng tầm mắt, vốn cho rằng nàng ta chỉ là ngu xuẩn, không ngờ còn bị ổi hạ lưu như vậy. Ngụy La chậm rãi nói, ta sẽ đem việc này nói cho phụ thân cùng tổ phụ tổ mẫu, bọn họ muốn xử trí ngươi như thế nào liền xem ý họ vậy. Nói xong nàng liền xoay người đi ra khỏi phòng, quả nhiên một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn lại. Ngụy La vừa đi vừa dặn Kim Lũ, lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xuống núi hồi phủ. Kim Lũ vội vàng vâng dạ. Ngụy Tranh ngây ngốc ngồi trên giường, nghĩ tới phản ứng của Ngụy Côn và tổ phụ tổ mẫu khi biết được chuyện này, nàng ta chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch. Lý Tụng đứng im lặng rất lâu, cho tới khi người kia đi xa hắn mới sải bước theo sau. Ngụy La đi cũng không nhanh lắm, hắn rất nhanh ở hành lang liền đuổi kịp, cản trước mặt nàng. Chờ một chút. Ngụy La lùi về sau nửa bước, mở mắt nhìn hắn lạnh lùng hỏi, còn có chuyện gì? Lý Tụng cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt kia đèn nhánh thâm trầm, đem tất cả kiêu ngạo và bất tuân giấu đi. Rất lâu hắn mới thong thả cười, gần như tự mình cam chịu hỏi, người không hỏi tại sao ta lại ở trong gian phòng đó. Ngụy La nhìn hắn không nói lời nào. Hắn khàn giọng nói, ta nghe nói ngươi bị bệnh, cho rằng đó là phòng của ngươi nên mới vào thăm. Hắn nhìn nàng từng chữ tàn nhẫn nói, Ngụy La, người ta muốn là ngươi. Sắc mặt Ngụy La liền thay đổi, cắn chặt môi phấn hồng, đưa tay lên dùng sức tát cho hắn một cái. Chương 96: Khác nhau một trời một vực. Triệu Lưu Ly và Lương Ngọc Dung biết tin Ngụy La phải rời đi, liền rối rít chạy tới hỏi thăm. Tính tới giờ cũng chỉ mới ở được có một ngày, nàng ấy còn nói muốn ở lại với Triệu Lưu Ly nàng một tháng, vì sao lại đột nhiên rời đi? Triệu Lưu Ly tất nhiên không muốn để Ngụy La đi, lưu luyến không rời hỏi, nhất định phải đi sao? Có phải ở đây không quen không? Ta sai người đổi cho ngươi một gian phòng khác, hay ngươi ở Ngọc Tuyền Viện cùng với ta đi? Vấn đề không phải là Ngụy La nàng không quen ở đây, nàng đành kiên quyết lắc đầu nói, nhà ta xảy ra chuyện, ta phải trở về, chờ chuyện trong nhà giải quyết xong ta lại tới chơi với ngươi. Ngụy La không nói tường tận với bọn họ, không phải là vì danh tiếng của Ngụy Tranh, mà vì suy nghĩ trong bản thân nàng. Ngụy Tranh làm ra chuyện như vậy, một khi lọt vào cái vòng tròn truyền miệng lẩn quẩn giữa các quý nữ trong kinh thành, đối với các cô nương phủ anh quốc công đều vô cùng bất lợi, nói không chừng còn liên lụy tới danh dự của nàng. Ngụy La, nàng biết rõ Triệu Lưu Ly và Lương Ngọc Dung sẽ không nói lung tung,
Nhưng chuyện này còn chưa được giải quyết ổn thỏa, tạm thời nàng tốt hơn hết là vẫn không nói ra. Triệu Lưu Ly vô cùng mất mát. Nàng vốn còn muốn ở lâu vài ngày, lại nghĩ mùa hè này xem ra cũng có chút vui vẻ. Không nghĩ ra mới sớm như vậy Ngụy La đã phải đi. Sau cùng khuyên mãi không được, đành phải giúp Ngụy La chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lại bố trí thêm vài tên thị vệ, đưa Ngụy La ra khỏi sơn trang an toàn xuống núi. Lúc Ngụy La về tới phủ Anh Quốc Công đã là hoàng hôn, nàng liền hỏi thăm Ngụy Côn đang ở đâu, biết được ông đang ở thượng phòng cùng nói chuyện với Anh Quốc Công và Thái Phu Nhân. Ngụy La liền không về Tùng Viên mà trực tiếp đi tới thượng thư phòng của tổ phụ tổ mẫu. Lúc nàng tới nơi, người bên trong còn đang bàn luận chuyện hôn sự của Ngụy La. Hôm qua, Trung Nghĩa Bá tới phủ Anh Quốc Công hủy bỏ hôn ước, nói cái gì lúc trước đính hôn từ trong bụng mẹ là việc làm quá mức bốc đồng. Bây giờ Khương Diệu Lan cũng không còn, cần phải nghĩ tới ý kiến của hai đứa nhỏ, dù sao cũng là một lời từ chối không hợp lý. Trong Anh Quốc Công tức đến mức không thèm lưu Trung Nghĩa Bá lại uống trà, không chút lưu tình đuổi người khỏi cửa. Ngụy Côn cũng có chút bất ngờ, mấy hôm trước còn thương lượng rất tốt, nói tới chuyện đính hôn, chờ sau khi Ngụy La cập kê sẽ thành thân, vì sao chớp mắt lại liền đổi ý rồi? Bấy giờ Anh Quốc Công còn đang vô cùng tức giận, nhất quyết không qua lại với phủ Trung Nghĩa Bá nữa. Thái Phu Nhân và Mama bên cạnh khuyên nhủ, xin Quốc Công bớt giận, Trung Nghĩa Bá bội bạc hủy bỏ hôn sự sớm cũng tốt, miễn cho tứ tiểu thư gả qua đó lại bị ủy khuất. Tứ tiểu thư bộ dáng tốt, tính tình hiền hậu, không có hôn ước, người tới định thần nhất định giống như cá chép nhảy dao vậy, ngài còn lo không tìm được hôn sự tốt hay sao? Ngụy Côn nghe xong gật đầu đồng ý, vừa muốn mở miệng nói, nha hoàn ngoài cửa đã vào bẩm báo, bẩm Quốc Công, Thái Phu Nhân, tứ tiểu thư tới ạ. Nha hoàn nói xong liền thấy Ngụy La từ ngoài đi vào, bước qua ngưỡng cửa hành lễ với người bên trong. Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân. Ngụy Côn mặc trường bào bằng lụa màu thạch lam, ngồi ngay ngắn trên ghế thiết mộc. Thấy Ngụy La về mà không báo trước có chút giật mình. À La, sao con lại về? Không phải nói đi tử ngự sơn trang với Thiên Cơ công chúa hay sao? Anh Quốc Công và Thái Phu Nhân cũng đều kinh ngạc. Ngụy La vén váy quỳ ở giữa thượng phòng, rũ mắt nói. A La có việc muốn nói với tổ phụ tổ mẫu và phụ thân. Hiếm khi Ngụy La nghiêm túc như vậy, Ngụy Côn mơ hồ cảm thấy có việc hệ trọng nào đó. Quả nhiên, Ngụy La kêu Kim Lũ đưa tới một bình sứ trắng nhỏ nói, vật này được tìm thấy dưới gối của Ngũ muội muội, mời phụ thân xem qua. Ngụy Côn nhận lấy liền xem thật kỹ. Khi ông nhìn thấy chữ viết ở dưới đáy lọ, cả người liền cứng đờ. Mặc dù ông không lui tới mấy chốn hoa cỏ phong lưu kia, nhưng lăn lộn trong quan trường nhiều năm, cũng biết có vài vị quan yêu thích mấy thứ giúp tăng thêm tình thú. Thời gian dài cũng có nghe thấy, đây rõ ràng là thứ được lưu truyền trong Bình Khang Phường. Ông khiếp sợ nhìn Ngụy La, còn nói tìm thấy ở dưới gối của Ngụy Tranh. Ngụy La gật gật đầu chợt nói, đều là A La vô dụng, không chăm coi muội muội cho tốt, mới để muội ấy học những thủ đoạn dơ bẩn này. Nói xong, nàng liền đem chuyện sáng hôm nay thuật lại một lần. Nàng cũng không thêm mắm dặm muối, thấy gì nói đó. Nhưng như vậy cũng đủ để mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nói xong hết, Ngụy La liền nghe thấy Anh Quốc Công và Thái Phu Nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù Ngụy La đem sai lầm đổ lên đầu mình, mọi người cũng sẽ không vì vậy mà trách nàng. Ngược lại còn đem nàng so sánh với Ngụy Tranh càng thêm đối lập, việc nàng hiểu chuyện càng thêm nổi bật. Sắc mặt Ngụy Côn xanh mét, cơ hồ nói không nên lời. Sắc mặt Anh Quốc Công lúc trắng lúc xanh. Ông là người bảo thủ, làm việc theo khuôn phép, tuyệt đối không thể nào chấp nhận được việc làm đồi phong bại tục như vậy. Sau khi nghe Ngụy La nói xong, liền đập bàn bát tiền đếm rung lên, tức giận quát: Ngụy Tranh đâu? Kêu Ngụy Tranh đến gặp ta. Ngụy La nói: Ngũ muội vẫn đang ở Tử Ngự Sơn Trang. Anh Quốc Công cũng không quản nàng ta đang ở đâu, liền sai người đi Tử Ngự Sơn Trang đón Ngụy Tranh về, một khắc cũng không được chậm trễ. Anh Quốc Công vốn còn đang vì chuyện Trung Nghĩa Bá bội ước mà tâm tình không tốt, bây giờ lại nghe thấy Ngụy Tranh nháo ra một vụ bê bối tai tiếng như vậy, quả thật như đổ dầu vào lửa, tức giận tới đỉnh đầu bốc khói. Khuya hôm đó, Ngụy Tranh từ Tử Ngự Sơn Trang về tới, mới vừa xuống xe, nàng ta liền bị Anh Quốc Công gọi tới từ đường ở hậu viện. Anh Quốc Công phạt Ngụy Tranh quỳ gối trong từ đường, đối mặt với hàng dài bài vị tổ tông đặt trên bàn bằng gỗ trầm hương, đọc lại gia pháp. Ngụy Tranh biết Anh Quốc Công thực sự nổi giận, cũng biết bản thân không tránh được bị đánh, không dám cầu xin tha thứ, chỉ cúi đầu không nói tiếng nào. Nàng ta biết sẽ đau,
Nhưng khi roi thật sự quất lên người, lại nhịn không được đau mà kêu thành tiếng. Anh quốc công thấy trên cổ Ngụy Tranh lộ ra một mảng xanh tím, chẳng những không nương tay, ngược lại càng thêm tức giận mà đánh nàng. Người học mấy thứ này ở đâu ra? Có phải Đỗ Thị dạy ngươi không? Phủ anh quốc công ta sao có thể dạy ra một loại tiểu thư không biết xấu hổ như ngươi? Ta hôm nay ta không thể không đánh chết ngươi. Từ nhỏ Ngụy Tranh chỉ sợ anh quốc công, bởi vì ông quá mức nghiêm khắc, cho dù toàn thân bị đánh, nàng ta cũng không dám phản kháng, quỳ rạp xuống đất mà khóc, lại cầu cứu Ngụy cô đang đứng một bên. Phụ thân, con biết sai rồi, cứu con. Ngụy Côn cũng tức giận Ngụy Tranh không biết giữ mình trong sạch, vất tay áo đi ra khỏi từ đường. Tổng cộng anh quốc công đánh Ngụy Tranh 20 mấy roi, đang chuẩn bị đánh tiếp, Ngụy Tranh toàn thân run rẩy, hai mắt trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, mọi người trên dưới phủ anh quốc công đều biết chuyện này, Ngụy Tranh đã không còn trong sạch, không thể gả cho người khác, chỉ có thể gả cho Lý Tụng. Vấn đề là phủ Nhữ Dương Vương đồng ý tiếp nhận nàng ta sao? Đánh cũng đã đánh, dù sao cũng là nữ nhi của mình, Ngụy Côn cho dù tức giận cũng không thể không quản. Ông tìm thời gian thu xếp công việc, bớt chút thời giờ tới phủ Nhữ Dương Vương định thương lượng hôn sự của Ngụy Tranh và Lý Tụng. Ai ngờ phủ Nhữ Dương Vương căn bản cũng không có ý định nhận người con dâu này. Cao Dương trưởng công chúa sau khi biết được tiền căn hậu quả vô cùng tức giận, cho rằng Ngụy Tranh hãm hại nhi tử của bà. Bà vốn sẽ mắng Ngụy Tranh một trận, nhưng nể mặt Ngụy Côn, cho dù có không vui cũng phóng khoáng nói: không phải là ta không nói đạo lý, mà là việc này cũng quá ti tiện rồi. Đây là hành vi mà một tiểu thư khuê cát nên có hay sao? Bất luận thế nào, ta cũng không đồng ý cho Tụng Nhi cưới nàng ta vào cửa. Ngụy Côn ôm một bụng lời, chuẩn bị ngôn từ rất lâu mới nói: chuyện này cũng không phải lỗi của mình nữ nhi ta. Nếu không phải lệnh lang nửa đêm xông vào khuê phòng của cô nương, sao lại xảy ra chuyện được? Nói cho cùng lệnh lang vẫn có lỗi đấy. Lý Tương ngồi ngay ghế dưới, nàng ta cúi đầu sờ sờ móng tay mới nhuộm đỏ, nhỏ giọng lầm bầm: ca ca ta, làm sao có thể xem trọng nàng ta? Nhất định là do nàng ta câu dẫn. Sắc mặt Ngụy Côn cứng đờ. Cao Dương trưởng công chúa không những không khiển trách Lý Tương, ngược lại còn có chút đồng ý với nữ nhi. Mối quan hệ giữa phủ Nhữ Dương Vương và phủ anh quốc công vốn đã bất hòa, lúc trước hôn sự của Ngụy Thường Hoàng và Lý Tương thất bại, về sau càng nháo càng lớn. Bây giờ lại xảy ra chuyện, hai bên gặp nhau cũng không có sắc mặt tốt. Nếu không phải niệm tình vài phần giao tình lúc còn trẻ, Cao Dương trưởng công chúa đã sớm đuổi Ngụy Côn ra khỏi phủ. Cao Dương trưởng công chúa nghĩ nghĩ một chút lại nói: để Ngụy Tranh vào phủ cũng không phải không thể, nhưng không thể làm chính thê. Vị trí chính thê của Lý gia không thể để cho cô nương như vậy làm được. Nếu nàng ta nguyện ý, chỉ có thể lấy thân phận thiếp thất mà vào phủ. Cái này có chút quá đáng rồi. Ngụy Tranh dù gì cũng là đích nữ phủ anh quốc công, lại phải làm thiếp cho thế tử Nhữ Dương Vương. Chuyện này về tình về lý đều không được. Ngụy Côn nắm chặt tay vị, không thể không lật nợ cũ mà truy cứu. Lúc trước, Thường Hoàng bị lệnh lang bắn bị thương, chuyện đó phủ anh quốc công không truy cứu tới. Bây giờ nếu để tiểu nữ gả qua phủ Nhữ Dương Vương, chuyện này coi như bỏ qua. Nói tới chuyện này, Cao Dương trưởng công chúa thật sự có chút đuối lý. Lúc trước hai nhà vốn đã nghị hôn rất tốt, hai bên đều hài lòng. Không ngờ nhi tử nhà mình lại bắn nhi tử nhà người ta bị thương, rốt cuộc tan rã trong không vui. Sau chuyện đó, phủ anh quốc công tổn thất rất nhiều, nhưng cũng không hứng bọn họ đòi công bằng gì. Chuyện đó coi như không giải quyết được. Bây giờ nếu lật lại, phủ Nhữ Dương Vương thật sự thiếu phủ anh quốc công một phần nhân tình. Sắc mặt Cao Dương trưởng công chúa có chút giãn ra, nhưng vẫn rất không tình nguyện. Tuy nói đích nữ phủ anh quốc công có địa vị không thấp, xứng đáng cả làm thê cho nhi tử của bà, nhưng lấy loại phương thức này vào cửa, trong lòng bà vẫn luôn có sự chán ghét. Nếu theo điều kiện của Lý Tụng, thú cô nương nào mà không được, phẩm hạnh đoan trang, nền nã khéo léo, bây giờ lại phải treo cổ lên gốc cây Ngụy Tranh nghiêng lệch này, chính là nhi tử của bà đã phải chịu thiệt. Cao Dương trưởng công chúa không nói lời nào, Ngụy Côn cũng không nhượng bộ, tình cảnh lúc này có chút lúng túng. Bên ngoài Trịch Linh Môn, Lý Tụng đứng ở cửa, hắn mặc trường bào màu tối thêu chỉ vàng, đôi mắt rũ xuống suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cất bước đi vào nội thất. Lý Tụng hành lễ với Nhữ Dương Vương và Cao Dương trưởng công chúa, rồi đứng thẳng nói: nương, nhi tử có thể lấy nàng ta. Cao Dương trưởng công chúa cả kinh, không tin được kêu lên: Tụng Nhi. Bà cho rằng Lý Tụng không muốn để bà khó xử mới nói như vậy, liền nói: con đừng lo,
Nương sẽ thay con làm chủ. Môi Lý Tụng nhếch lên, rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại có chút cố chấp dãy dụa. Dù sao con cũng tới tuổi thành gia lập thất, lấy ai cũng vậy thôi, vậy thì cứ lấy Ngụy Tranh đi. Lý Tụng hắn có tâm tư của mình, lúc đứng ngoài cửa hắn đã nghĩ rất nhiều. Đời này hắn không chiếm được Ngụy La, nhưng làm muội phu của nàng cũng không tồi. Ít nhất cả đời này bọn họ đều có dính dáng tới nhau, nàng đừng mong thoát được hắn. Không chỉ Cao Dương trưởng công chúa, ngay cả Lý Tương đang ngồi một bên cũng đứng phắt dậy, nói: "Ca ca, ca ca ngốc rồi sao? Nữ nhân như vậy sao có thể gả vào phủ chúng ta? Ca ca không chê nàng ta bẩn ư?" Ngụy Côn nghe vậy sắc mặt liền rất khó coi. Lý Tụng không trả lời, nhìn Ngụy Côn đang ngồi một bên suy nghĩ một chút, hờ hững nói: "Bất quá có một điều kiện." "Ngươi cứ nói đi." "Sau khi thành thân, nàng ta không được can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của phủ Nhữ Dương Vương. Việc quản lý trong phủ cũng do mẫu thân tiếp tục chủ trì, cũng không liên quan tới nàng ta. Nói cách khác, Ngụy Tranh chỉ gả người không vào thôi, chỗ tốt gì cũng không lấy được." "Như vậy cũng đã là tốt lắm rồi, tối thiểu còn có được nhà chồng, dù sao cũng sống dễ chịu, còn hơn không còn trong sạch không ai thèm lấy, ở nhà làm gái lỡ thì vô ích." Ngụy Côn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cao Dương trưởng công chúa mặc dù không tán thành, nhưng chính miệng nhi tử đồng ý, bà cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Sau đó hai nhà thương lượng một chút chuyện hôn sự, nửa canh giờ sau, Ngụy Côn mới rời khỏi phủ Nhữ Dương Vương. 3 ngày sau, Nhữ Dương Vương đưa sinh lễ tới phủ Anh Quốc Công, đón ngũ phòng, ngũ tiểu thư làm dâu. Sinh lễ vỏn vẹn chỉ có 36 dương, thật sự là ít đến đáng thương, đủ để thấy nhà chồng không coi trọng cửa hôn sự này. Trong lòng Ngụy Côn rất bất mãn, nhưng cũng không thể nói gì. Ai kêu Ngụy Tranh không chịu thua kém, chưa thành hôn đã thất trinh, không duyên không cớ lại để người ta coi thường. Sau khi định xong hôn sự, không tới mấy ngày, trong vòng quyền quý kinh thành liền truyền ra việc ngũ cô nương phủ Anh Quốc Công chưa cập kê đã xuất giá, hôn sự cũng được định ra vội vội vàng vàng, ngay cả chút sính lễ bên phu gia cũng không muốn bỏ. Người ta cố ý ở sau lưng suy đoán xem là chuyện gì, cái gì cũng nói được, dù sao không có cái nào tốt cho danh tiếng của Ngụy Tranh hết. Hôn sự của Ngụy Tranh và Lý Tụng được định vào cuối tháng sau, thời gian quá gấp gáp, phủ Anh Quốc Công chuẩn bị vô cùng vội vàng, từ trên xuống dưới đều bận rộn chuẩn bị cho hôn sự này. Mọi người trước mặt Ngụy Tranh không nói gì, nhưng sau lưng lại nhịn không được ngồi lây đôi mắt. Lời nói đều không có chút đồng tình với Ngụy Tranh, ngay cả người trong phủ còn như vậy, đừng nói tới việc người ngoài nhìn nhận như thế nào. Ngày hôm đó, Ngụy La tới mai viên của tứ phòng. Tứ phu nhân Tần Thị đang giúp Ngụy Tranh may khăn đội đầu cô dâu lúc thành thân. Mẫu thân của Ngụy Tranh ở Ngân Hạnh Viên không giúp đỡ được gì cả, chuyện nào bà làm được thì liền giúp. Tần Thị thấy Ngụy La tới liền kêu nàng: "A La, con xem một chút, từ bà mẫu thêu đôi uyên ương này có được không?" Tần Thị thêu thùa rất tốt, lúc còn chưa xuất giá là vị tiểu thư thêu tốt nhất trong nhà, nhiều năm rồi tay nghề cũng không hề lụt đi. Hai con uyên ương trong tay bà rất sống động, giống như đang thật sự hiện hữu trước mắt nàng. Ngụy La đứng lên, nhìn thoáng qua liền tán thưởng: "Thật là đẹp mắt, không nhìn kỹ con còn tưởng là thật. Khi nào từ bá mẫu cũng dạy con một chút đi." Ngụy La thêu thùa không khéo, nàng cũng không chú tâm học cái này lắm. Mỗi lần thêu đều đâm kim vào ngón tay, về sau nàng ngại đau cũng lười học. Tần Thị bị câu nói này của Ngụy La chọc cười, tâm tình u ám mấy ngày nay cũng tốt hơn nhiều. Bà thêu đến mỏi mắt như. Bà thêu đến mắt mỏi như, liền đem châm tuyến bỏ vào giỏ để qua một bên, nói lời thấm thía đạo lý với Ngụy La: "Nếu con muốn học, khi nào rảnh tới chỗ ta, bá mẫu có thể dạy con. Cô nương là phải học thêu thùa mới tốt, đến nhà phu gia, người ta cũng sẽ xem trọng hơn." Dừng một chút, bà lại nhớ tới chuyện vài ngày nay trong phủ, nhịn không được thở dài. Ngàn vạn lần đừng như Ngụy Tranh, cho dù gả rồi cũng bị người ta xem thường. Ngụy La mím môi không nói, Ngụy Tranh có kết cục như vậy là do nàng ta tự tìm phiền toái, không trách người khác được. Tần Thị ngồi bên cạnh Ngụy La, kéo tay nàng nói: "A La, con là đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện, từ ba mẫu vô cùng yên tâm. Có điều Ngụy Tranh xảy ra chuyện như vậy, con lại hủy hôn với Tống gia, mấy ngày nay trong lòng bá mẫu có chút không yên." Ngụy La mỉm cười hỏi ngược lại: "Từ bá mẫu lo lắng điều gì, con giúp được gì không?" Tần Thị nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Con tốt như vậy là Tống gia không có mắt,
tương lai con nhất định sẽ gả cho người tốt hơn. Từ bá mẫu chỉ hy vọng con an phận, đừng ngốc như Ngụy Tranh, trước khi thành thân lại đem mình cho đi, sau này đến nhà phu gia cũng không được yêu thích. Ngụy La khựng lại, nàng nhớ tới cái gì đó, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên không tự nhiên. Mặc dù nàng và Triệu Giới cũng làm ra chuyện khác người này, chính là mỗi lần gặp mặt đều không nhịn được mà ôm ôm ấp ấp. Không biết ý tứ bá mẫu có phải nói cái này hay không? Đều là do Triệu Giới, hôn nàng cũng coi như thôi, còn ở bên ngoài thành ôm ôm ấp ấp, còn giúp nàng... Hai má Ngụy La ửng hồng, nàng ho khan một tiếng, làm bộ bình tĩnh nói. Từ bá mẫu yên tâm, con nhất định sẽ không học muội ấy. Có sự cam đoan của Ngụy La, Tần Thị vỗ vỗ tay nàng, lúc này mới yên lòng. Ngụy La ở lại dùng cơm tối với Tần Thị, lại bị tiểu mẻ sửng Ngụy Thường Di quấn quýt nửa canh giờ. Lúc nàng ra khỏi Mai Viên, sắc trời đã nhá nhem. Nàng về phòng tắm rửa thay đồ, mặc xiêm y mỏng màu ngọc lan, chờ tóc khô rồi lại đi nằm, chốc lát liền ngủ thiếp đi. Trăng sáng treo trên cao, trời đêm thật yên tĩnh. Các phòng trong Tùng Viên đều đã đi nghỉ, chỉ có nha hoàn gác đêm ngẫu nhiên đi qua đi lại trong hành lang. Trong nội viện có tiếng côn trùng kêu vang tịch liêu, thỉnh thoảng gió nhẹ lướt qua tạo nên âm thanh sàn sạt. Một thân hình cao lớn đi tới bên cạnh giường Ngụy La, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đi tới cửa sổ. Ngụy La đang say ngủ, chỉ cảm thấy cả người ngày càng nhẹ đi, giống như đang lơ lửng trên mây, bay trên không trung. Không lâu sau nàng lại cảm thấy như đụng vào một bức tường thô ráp. Bức tường này có chút cứng rắn, nhưng lại có nhiệt độ. Hơn nữa còn có một đôi tay vươn ra ôm chặt nàng. Ngụy La từ từ mở mắt. Vừa mở ra liền thấy một biển trời sao mênh mông, sao sáng rơi vào trong mắt nàng, giống như chỉ cần đưa tay liền có thể chạm tới. Ngụy La mê hoặc mở to mắt nhìn trời, tinh thần còn chưa hồi phục, lại nghe thấy một giọng trầm khàn bên tai. Nhóc con, cuối cùng cũng tỉnh. Ngụy La kinh ngạc quay đầu nhìn, liền thấy đôi mắt đen láy của Triệu Giới, còn có hơi thở ngập mùi đàn hương của hắn. Tĩnh Vương ca ca. Ngụy La chỉ mặc đồ ngủ bằng lụa mỏng, Triệu Giới sợ nàng bị lạnh, liền cởi áo choàng khoác lên người nàng cười nói. Là ta. Sao hắn lại ở chỗ này? Hơn nữa bọn họ đang ở đâu đây? Triệu Giới nhìn ra nghi hoặc trong mắt nàng, cái cằm thân thiết cọ cọ lên trán nàng thân mật nói. Chúng ta đang ở trên nóc gian phòng của muội. Ngụy La trợn tròn mắt, nàng vô thức nhìn xuống. Quả nhiên bọn họ đang ngồi trên mái ngói lưu ly, bên dưới là đình viện rộng lớn. Lúc này trong viện không có ai, yên tĩnh không một chút tiếng động. Nàng phóng mắt nhìn ra xa, toàn bộ Thịnh Kinh đều chìm vào giấc ngủ, cả thế giới rộng lớn giống như chỉ còn hai người bọn họ. Ngụy La có chút sợ độ cao, chui vào trong lòng Triệu Giới. Đại ca ca, dẫn muội tới đây làm gì? Triệu Giới đưa tay vào trong cẩm bào, đặt lên hông nàng, đem nàng kéo chặt, ôm gần sát vào người hắn. Nhớ muội, tới thăm muội một lát. Mùa hè tuy nóng nhưng gió thổi qua vẫn có chút lạnh. Hơn nữa bọn họ đang ngồi trên nóc nhà, gió mát thổi qua đỉnh đầu, khiến nàng rùng mình. Cẩm bào của Triệu Giới còn mang theo hơi ấm của hắn, vây lấy Ngụy La, vừa ấm áp lại thân thiết. Ngụy La vốn có chút cảm động, nhưng tay người này không dừng lại, chui vào trong áo ngủ của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn hai cái. Ở đây còn đau không? Gò má Ngụy La hồng tới mức rỉ máu, muốn lôi tay hắn ra ngoài, nhưng sức lực của hắn hơn nàng nhiều, không cách nào lay chuyển được. Lôi lôi kéo kéo một hồi, tay Triệu Giới còn dùng sức vân vê nàng, càng vân vê càng nhanh, khiến Ngụy La yêu kiều kêu lên. Thanh âm mềm mại hòa vào xương tủy, nàng ghé sát vào người hắn kháng nghị. Đau mà. Triệu Giới không buông Ngụy La ra, cúi đầu hôn môi nàng, đem nức nở nghẹn ngào trong miệng nàng nuốt vào bụng. Vì tránh để nàng té xuống, một cánh tay của hắn ôm chặt lấy eo nàng, một tay khác lại nhẹ nhàng xoa nắn, động tác ôn nhu hơn lúc nãy. Ngụy La làm sao chịu được loại khiêu khích này, toàn thân đều mềm nhũn. Cũng may nàng vẫn còn lý trí, cắn đầu lưỡi hắn. Không được, sẽ bị nhìn thấy mất. Triệu Giới cười khẽ, giọng nói quyến rũ. Đến lúc này rồi, trừ muội với ta ra, còn ai thức nữa chứ? Nói vậy cũng không đúng, lỡ có người dậy đi tiểu đêm, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, chẳng phải cái gì cũng thấy thật sao? Ban ngày nàng mới đồng ý với tư bá mẫu sẽ giữ thân mình thật tốt, bây giờ mới chưa qua nửa ngày, sao lại nuốt lời được? Ngụy La né tránh về phía sau, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước. Tĩnh Vương ca ca, có chuyện gì thì nói, huynh lại động tay động chân, muội sẽ tức giận.
Triệu Giới cũng biết phải có chừng mực, chỉ là lâu rồi không gặp nàng, nhớ đến chết đi được mới không nhịn xuống. Cuối cùng hắn cũng phải thu liễm lại, ôm eo nhỏ của nàng, khàn giọng hỏi. Ai là, chuyện đêm hôm đó bản vương đều nghe rồi. Ngụy La mơ hồ đoán hắn nghe được gì, Triệu Giới dừng một chút không nói gì tiếp. Không lâu sau, Triệu Giới lại nói, ngày nào bản vương chưa cưới muội vào phủ, liền không an lòng ngày đó, không bằng ngày mai ta tới phủ anh quốc công cầu hôn nhé. Tà tâm của Lý Tụng còn chưa chết, dám nửa đêm vụng trộm xông vào khuê phòng Ngụy La, tay vừa mới khỏi đã có can đảm chạm vào nữ nhân của hắn. May mà Ngụy Tranh ở trong phòng, nếu không hắn sẽ lóc từng miếng thịt của Lý Tụng cũng không đủ để hả giận. Tuy là như vậy, nhưng phủ Nhữ Dương Vương này cũng không thể giữ lâu nữa. Ngụy La nghe vậy liền lắc đầu liên tục, cầm tay hắn nói, không được, bây giờ huynh không thể cầu hôn. Triệu Giới trầm mặc, tại sao? Ngụy La tự đắc nói, phụ thân vì chuyện của Ngụy Tranh mà bận tới sức đầu mẻ chán, tâm tình cũng không được tốt. Nếu mà lúc này ca ca tới cầu hôn, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Dừng một lát, nàng lại ngẩng đầu nhìn Triệu Giới. Qua một thời gian nữa đi. Triệu Giới ghé đầu lên cổ nàng, hít sâu hương thơm nhạt nhạt trên người nàng, ngữ điệu có chút không vui. Bản vương không muốn đợi, bây giờ bản vương thật muốn muội rồi. Mặt Ngụy La đỏ ửng yêu kiều trách mắng. Không được mà. Bọn họ vẫn đang ngồi trên nóc nhà, Ngụy La thật sự sợ bản thân sẽ té ngã, cho nên gắt gao ôm chặt eo Triệu Giới, một bên lại chui vào trong lòng hắn nói, chờ Ngụy Tranh gả đi rồi, đại ca ca lại tới cửa cầu hôn đi. Tiểu cô nương nói chuyện rất nghiêm túc, không chút phát hiện ngữ điệu của mình giống như là đang dỗ tiểu hài tử. Triệu Giới ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng, khàn giọng cười, ngẩng đầu nói, vậy muội hôn bản vương một cái. Ngụy La do dự một chút, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm môi mỏng của Triệu Giới, cuối cùng chậm chạp gặm một cái. Hiếm khi Ngụy La chủ động, cũng không thông thạo, cái lưỡi hồng hồng của nàng liếm liếm môi hắn, nháy mắt nhìn hắn, vậy được chưa? Ánh mắt Triệu Giới nhìn nàng chằm chằm, khàn khàn nói, không được. À La, giống như bình thường ta hôn muội ấy. Ngụy La cũng không có da mặt dày như Triệu Giới, gặm cắn hai cái liền rút lui, mím môi nói, không hôn, ăn không ngon. Triệu Giới bật cười, nâng mặt nàng lên hôn xuống, hôn nàng tới mấy lần, lúc này mới bằng lòng buông nàng ra. Hôn sự của Ngụy Tranh và Lý Tụng định vào cuối tháng 7, một ngày trước khi thành thân, Ngụy Tranh đi Ngân Hạnh Viên một chuyến, đem chuyện này nói với Đỗ Thị. Đỗ Thị ở Ngân Hạnh Viên sớm đã nghe tin này, biết được nữ nhi sẽ gả cho thế tử phủ Nhữ Dương Vương thì tất nhiên vô cùng vui mừng, khen Ngụy Tranh là người có phúc khí một lần lại một lần. Đỗ Thị ở đây đã 8 năm, sớm đã không còn là ngũ phu nhân thong dong phú quý như trước. Thời gian đã mài mòn khí chất và sự trầm ổn của bà ta, biến bà thành một phụ nhân bình thường. Bà nhỏ hơn Tần Thị 1 tuổi, tóc mai cũng đã có nhiều sợi bạc, nếp nhăn trên mặt cũng dần rõ ràng, quần áo kiểu cũ, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng chán nản khiến người ta không nhìn ra đây là ngũ phu nhân của phủ anh quốc công. Ngụy Tranh thấy bà ta như vậy, nhịn không được chua xót nói, nương, người yên tâm, chờ con gà vào phủ Nhữ Dương Vương rồi quản việc bếp núc, nhất định sẽ đón nương qua, không để nương ở đây nữa. Lý Tụng là nhi tử duy nhất của Nhữ Dương Vương, nàng ta gả đi chính là con dâu trưởng, việc trong phủ nhất định cũng sẽ rơi vào tay nàng ta. Đỗ Thị tất nhiên vô cùng vui mừng, ôm lấy Ngụy Tranh liên tục nói tốt. Còn Di Nhi nữa, một nhà đoàn tụ. Mặc dù Ngụy Tranh không thích Ngụy Thường Di, nhưng mỗi lần nàng ta gặp Đỗ Thị đều thấy bà tâm tâm niệm niệm đến hắn, vì thế nàng ta liền gật đầu đáp ứng. Lý Tụng không thích nàng cũng không sao, dù sao nàng cũng không thích hắn. Nàng gả cho hắn chỉ để bảo toàn thanh danh của mình, tương lai có chỗ đặt chân, còn những chuyện khác đều không quan trọng. Ngày hôm sau là ngày đại hỷ. Dù sao cũng là phủ anh quốc công gả tiểu thư ra ngoài, bên trong bên ngoài đều được bày biện vô cùng hoan hỷ. Trên cửa sổ dán chữ hỷ đỏ thẫm, hai bên hành lang cũng treo đèn lồng đỏ, pháo hoa sớm đã được đốt đùng đoàng ngoài cửa, náo nhiệt vô cùng. Giờ lành vừa tới, người của phủ Nhữ Dương Vương đã tới đón dâu. Lý Tụng mặc hỷ phụng đỏ thẫm, ngồi trên tuấn mã thượng hạng, gương mặt anh tuấn không có chút vui mừng nào, ngược lại lạnh lẽo kinh người. Đợi có người cõng Ngụy Tranh ra ngoài, hắn cũng không thèm nhìn lấy một lần, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, không nói lời nào đánh ngựa rời đi. Đội ngũ đón dâu đi tới phủ Nhữ Dương Vương, bái đường thành thân, người ngoài nhìn vào hoan hỉ vui mừng,
Nhưng Nhữ Dương Vương và Cao Dương trưởng công chúa chẳng thể cười nổi, ngay cả Lý Tương cũng khinh thường hừ một tiếng, lúc nhìn Ngụy Tranh đều mang theo ánh mắt khinh bỉ. Sau khi bái đường chính là động phòng, Lý Tụng không vào tân phòng, thậm chí không uống rượu hợp cẩn, không mở khăn voan, xoay người liền đi vào nội viện uống rượu với mọi người. Tân phòng vốn nên náo nhiệt, lúc này lại chẳng có ai. Lý Tương không biết đã đi nơi nào, giống như cũng không ai để tân nương tử này vào mắt, không ai để ý Ngụy Tranh, cũng không ai hoan nghênh nàng ta. Ngân Lâu là nha hoàn hồi môn của Ngụy Tranh ủy khuất nói: "Tiểu thư, đây không phải là bọn họ bắt nạt người ấy sao?" Ngụy Tranh cúi đầu, gương mặt nhỏ trong khăn voan đầy khuất nhục, hai mắt ngập nước, cơ hồ vò nát khăn lụa trong tay. Nàng ta biết đây là phủ Nhữ Dương Vương ra oai phủ đầu, không nghĩ nàng ta lại ngây thơ như vậy. Ngụy Tranh không biết đây mới chỉ là bắt đầu, về sau vẫn còn rất dài. Ngụy Tranh ngồi ở đầu giường đợi cho tới giờ tuất. Bên ngoài cửa sổ tứ hợp, trời đã tối đen, màn đêm che khuất mọi vật. Lý Tụng vẫn chưa trở về, nàng ta ngồi tới đau người, cuối cùng nhịn không được kéo khăn voan xuống, nói với Ngân Lâu: "Hầu hạ ta thay xiêm y, không cần đợi nữa." Nhưng Ngụy Tranh vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền có động tĩnh, là Lý Tụng trở về. Ngụy Tranh mím chặt môi, nhìn về phía cửa. Nàng ta vẫn còn có chút sợ hãi với Lý Tụng. Buổi sáng hôm đó, hắn suýt thì bóp chết nàng ta. Cho tới bây giờ cảm giác đó như vẫn chỉ mới vừa xảy ra. Hắn ta nóng giận tàn bạo, Ngụy Tranh cũng không dám chọc giận. Nhưng bởi vì tính tình của mình, Ngụy Tranh cũng không cho phép bản thân cúi đầu trước người khác. Hai bên giằng co, ai cũng không nói lời nào. Lý Tụng uống rất nhiều rượu, nhưng thần trí vẫn còn thanh tịnh, sắc mặt không tốt chút nào. Hắn không tiến lên, chỉ yên lặng đứng nhìn Ngụy Tranh. Hắn làm sao có thể nhầm người này thành Ngụy La? Hai người họ không giống nhau một chút nào. Một người trên trời, một người dưới đất, khác nhau một trời một vực. Một lúc lâu sau, Ngụy Tranh thấy rằng coi như vậy cũng không phải biện pháp, đang muốn nói gì đó cho bầu không khí dễ chịu hơn, đã thấy sau lưng Lý Tụng đột nhiên có 4-5 nam nhân mặc hoa phục cẩm bào đi tới, một đám bọn họ uống rượu với nhau. Theo như lời Cao Dương trưởng công chúa, thì đều là bạn của Lý Tụng, một đám hồ bằng cẩu hữu. Những người này ỷ vào trong nhà có của, phụ thân làm quan trong triều, ngày thường không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, làm không ít chuyện bại hoại. Giờ phút này bọn họ say khướt, bày ra vẻ xấu xa, ánh mắt nhìn Ngụy Tranh cũng không có ý tốt. Trong lòng Ngụy Tranh lột bột, chẳng biết tại sao nàng ta có dự cảm xấu. Quả nhiên, Lý Tụng đẩy đẩy tay một người đang khoác lên bả vai hắn, phủi phủi vai lạnh lùng nói: "Nàng ta, giao cho các ngươi, chơi thế nào đều tùy, nhớ còn sống là được." Ngụy Tranh lùi về sau hai bước, hoảng sợ nhìn Lý Tụng không tin được nói: "Lý Tụng, ngươi không thể..." Lý Tụng không để ý tới lời của Ngụy Tranh, lại sai người bưng lên một chén thuốc tránh thai, không chút lưu tình rời khỏi phòng, không nhìn Ngụy Tranh lấy một cái. Chương 97: Không cần ném đi. Mùng 1 tháng 8 là ngày Ngụy Tranh lại mặt. Tuy Ngụy Côn đối với người con rể này không quá hài lòng, nhưng lễ tiết thì vẫn phải đầy đủ. Ông dậy từ sớm rửa mặt một lát, thay áo bào đen viền hoa văn chim liền cành, đi tới điền thính, hành lễ với anh quốc công và thái phu nhân, rồi ngồi xuống ghế thiết mộc bên dưới. Lúc này trong phòng đã có không ít người, người đại phòng, người nhị phòng, tam phòng và tứ phòng đều đã tới đây. Ai nấy đều mỉm cười, chờ nhân vật chính vào cửa. Khoảng giờ thìn, hạ nhân vào bẩm báo xe ngựa phủ Nhữ Dương Vương tới. Không lâu sau, Lý Tụng và Ngụy Tranh cũng vào tới cửa. Lý Tụng mặc áo bào màu tím thêu hoa văn bảo tướng, chân mang ủng tiến vào phòng khách, hành lễ với anh quốc công và thái phu nhân. Bộ dáng của hắn trái lại rất có quy củ, thu lại vẻ dương cung bạt kiếm mọi khi, cũng biết ngoan ngoãn gọi Ngụy Côn một tiếng nhạc phụ. Thần khiến cho Ngụy Côn quá mức kinh sợ. Ngụy Côn biết tính tình Lý Tụng không dễ chọc, ông vốn chuẩn bị để hôm nay hắn nháo một trận, không nghĩ tới hắn cư nhiên lại thuận theo, ngược lại khiến mọi người cả kinh. Ngụy Côn đứng dậy, đỡ nhẹ cánh tay Lý Tụng cho hắn đứng dậy vào. "Được, được rồi, hiền tế ngồi đi." Lý Tụng gật đầu, ngồi xuống ghế thiết mộc. Ngụy Tranh ở một bên, mặc áo kép mỏng màu xanh nhạt, bên dưới là la quần màu đỏ tươi, búi tóc kiểu vọng tiên kế, trên đầu cài châm uyên ương. Nàng ta mỉm cười, hai gò má phấn hồng so với lúc chưa xuất giá khác biệt rõ rệt. Thiếu nữ đã xuất giá, mắt ngọc mày ngài, trẻ trung mang theo một chút kiểu vũ,
giơ tay nhấc chân đều đậm phong tình. Nàng ta cúi người nhất nhất hành lễ với trưởng bối, lại lần lượt kính trà. Tổ phụ, tổ mẫu, mời dùng trà. Anh quốc công vẫn còn chưa hết tức giận Ngụy Tranh, cho dù nhận trà cũng không cho nàng ta sắc mặt tốt. Ngược lại, thái độ của thái phu nhân La Thị nhu hòa hơn trước, cũng không muốn quá cương, vỗ vỗ tay Ngụy Tranh nói, ngồi đi, đừng đứng nhiều sẽ mệt. Sắc mặt Ngụy Tranh hơi khựng lại, rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Nàng ta đi về phía ghế tựa bên cạnh Lý Tụng, bước chân rất chậm, ngồi xuống ghế, thân thể vẫn cứng ngắc. Anh quốc công và thái phu nhân nói vài lời, sau đó muốn Lý Tụng và Ngụy Tranh ở lại dùng cơm, Lý Tụng không từ chối. Trước giờ cơm một chút, Lý Tụng và anh quốc công cùng mấy người Ngụy Côn ở lại tiền thính, còn mấy vị phu nhân lại dẫn Ngụy Tranh đến phòng khách bên cạnh nói chuyện. Đỗ Thị không có ở đây, vài vị phu nhân có mặt cũng ngượng ngùng không nói được gì nhiều, chỉ thoáng chỉ điểm cho Ngụy Tranh vài đạo lý chung đụng giữa hai phu thê, giữa mẹ chồng và con dâu, dạy bảo nàng ta về nhà chồng phải sống thế nào. Ngụy Tranh cúi đầu không đáp lại, có chút bộ dáng lơ đãng không tập trung. Đại phu nhân và tứ phu nhân biết rõ tính cách Ngụy Tranh như vậy, cũng không nói gì thêm. Nhị phu nhân gần đây bởi vì hôn sự của nữ nhi, bản thân còn quản không được, càng không có công phu đi quản người khác. Chỉ có tam phu nhân là kẻ ba hoa, trong lòng không ngừng tính toán, kéo kéo tay Ngụy Tranh hỏi, Lý gia đối với con thế nào? Tay Ngụy Tranh lạnh buốt, nàng ta cố nén xúc động muốn rút tay khỏi tay Liễu Thị, mím môi cười một tiếng, ngữ điệu thoải mái nói, trưởng công chúa và Nhữ Dương Vương đối với con rất tốt, tam bạc mẫu không cần lo lắng. Liễu Thị à một tiếng, vừa có chút ngoài ý muốn lại có chút an lòng, nhẹ nhàng hỏi, vậy con và Lý Tụng thì sao? Mặt Ngụy Tranh không chút biến sắc rút tay ra, sợ bị Liễu Thị phát hiện nàng ta đang run rẩy. Nàng ta cầm chén trà bằng sứ trắng khắc hoa hồng lên, nhấp một ngụm cười cười nói, chàng rất quan tâm tới phụ thân, nghe nói gần đây thân thể phụ thân không tốt, sáng sớm lúc ra cửa còn mang theo nhân sâm và linh chi. Dừng một lát, Ngụy Tranh lại sợ Liễu Thị không tin, liễm mắt tỏ ra một chút ngượng ngùng nói, Lý Tụng không tồi, chỉ là có đôi chút hơi thô lỗ. Liễu Thị nghe xong tất nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của Ngụy Tranh, cười cười ái muội cũng không nói gì nữa. Nhữ Dương Vương là võ tướng, nhi tử của ông ta cũng tập võ từ nhỏ, người tập võ sao có thể ôn nhu chứ, thô lỗ một chút cũng có thể hiểu được. Buổi trưa, người một nhà cùng dùng bữa ở tiền thính, Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng cũng bị Ngụy Côn gọi tới. Mọi người cùng ngồi chung một bàn. Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng vốn đang ở hậu viện hái sen trong ao, sắc sen hồng đậm, dùng để làm son môi rất tốt. Thường Hoàng ngồi phía sau chèo thuyền, nàng ngồi đằng trước, hái một bông lại một bông. Giữa ngày hè nóng nực nên toàn thân đều là mồ hôi. Lúc bọn họ từ trong ao sen ra, trên trán và chóp mũi nàng đều là mồ hôi. Ngụy La nghe Kim Lũ báo lại, không khỏi tò mò. Phụ thân bảo chúng ta qua làm gì? Không phải có trưởng bối là được rồi sao? Kim Lũ cần khăn lau mồ hôi trên mặt Ngụy La, giơ tay ra, một nửa thì đã bị Ngụy Thường Hoàng lấy mất khăn, đành ngượng ngùng nói, lão gia chỉ nói là tới dùng cơm chưa? Ngụy Thường Hoàng cầm khăn lụa trên tay, lau đi mồ hôi trên mặt Ngụy La, suy nghĩ một chút lại nói, vậy thì đi qua thôi. Ngụy La cũng không có thời gian để tắm rửa, đành đổi thành bối tử thêu linh chi khảm thạch hồng liệu, đi theo Thường Hoàng tới tiền thính. Lông tới nơi, người trong phòng đã ngồi xuống cả, Ngụy La hành lễ với anh quốc công và thái phu nhân. Tứ phu nhân Tần Thị liền kêu nàng tới bên cạnh. A La và Thường Hoàng tới ngồi, ngồi bên cạnh Tứ bá mẫu đi. Hôm nay là ngày ngũ muội của hai đứa lại mặt, dù thế nào cũng nên gặp một lần. Nói xong, bà lại nhìn Ngụy La một lần, ồ lên một tiếng. Hai đứa đã đi đâu thế? Sao đầu đầy mồ hôi thế này? Ngụy La nhìn thoáng qua Lý Tụng và Ngụy Tranh ở đối diện, nàng nhìn lướt qua, trong mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Ngụy La lại nhìn Tần Thị, híp mắt nói, con và Thường Hoàng hái sen ở hậu viện, Thường Hoàng chèo thuyền, con phụ trách hái sen, chốc lát đã hái được nửa thuyền, chỉ là thời tiết quá nóng, hái một hồi liền đầy mồ hôi, lần tới con sẽ không đi nữa đâu. Tần Thị bất đắc dĩ nói, con cũng thật là, nóng như vậy còn đi chỗ đó làm gì, như vậy sao có thể không ra mồ hôi chứ? Ngụy La như thuận cười tươi, hoa sen có thể làm phấn hồng và son môi, màu sắc rất đẹp. Đến lúc Hàn Di làm xong, con liền đưa qua tặng các vị bá mẫu một ít, đảm bảo mọi người đều trẻ ra 10 tuổi. Bầu không khí lúc này tốt hơn hẳn. Các vị phu nhân rối rít mỉm cười, tâm tình vui vẻ.
Tần thị thấy thời gian vừa đúng, liền nói với Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng. Thường Hoàng đã từng gặp Lý Thế Tử, A La chắc là chưa gặp qua nhỉ? Vị này là muội phu của con, Thế Tử phủ Nhữ Dương Vương. Ngụy La không thể không nhìn Lý Tụng, nụ cười bên môi từ từ phai nhạt, cánh môi cong lên thành một đường cong có lễ nhưng xa cách. Chào Thế Tử gia. Lý Tụng không cười, mí mắt cụp xuống, nhìn không ra vẻ mặt của hắn, cũng không đoán được tâm tình, rất lâu cũng không trả lời. Tần thị có chút lúng túng, Ngụy La cũng không để ý, lại ngồi vào chỗ, tiếp tục nói về chuyện làm phấn son vàng hoa sen với mọi người. Không lâu sau, đồ ăn cũng lục tục được bưng lên. Mọi người liền quên mất việc mới nãy, mời anh quốc công gắp miếng đầu tiên mới bắt đầu dùng bữa. Toàn bộ quá trình này, mắt Lý Tụng đều cụp xuống, không nhìn phía đối diện lấy một cái. Giống như thể hắn không biết người tên Ngụy La này cũng chưa từng động tâm tư không nên có với nàng. Cơm trưa dùng được một nửa, Ngụy La xoa xoa mũi, hắt xì một cái. Lúc nãy nàng ra một thân mồ hôi, lại không thay xiêm y liền tới đây. Tần thị lo lắng nàng bị phong hàn, liền quan tâm hỏi, có phải bị lạnh không? Không bằng con về thay đổi xiêm y trước, miễn cho lát nữa lại bị cảm. Thật ra Ngụy La cũng không phải cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào, có điều nàng không muốn ngồi cùng bàn cơm với Lý Tụng. Liền biết thời biết thế, đồng ý, cáo từ mọi người rồi cất bước đi về phòng. Ngụy La đi trên hành lang, Kim Lũ đi theo sau thao thao bất tuyệt nói, tiểu thư, Thế Tử Nhữ Dương Vương có phải không coi ai ra gì rồi không? Lúc nãy tiểu thư chào hỏi ngày ấy, vậy mà ngày ấy một câu cũng không nói. Nô tỳ thấy sắc mặt Ngũ lão gia cũng không tốt lắm. Nô tỳ nghe nói trước kia Thế Tử Nhữ Dương Vương vô cùng bá đạo, trong thành Thịnh Kinh này không có ai dám trêu chọc. Ngũ tiểu thư gả qua đó không biết có ngày tháng tốt lành hay không? Ngụy La không nói gì. Nàng đối với chuyện của hai người kia không hề có hứng thú, Ngụy Tranh có tốt hay không cũng chẳng liên quan tới nàng. Nàng chỉ cảm thấy nhân duyên quả thật kỳ diệu, hai người họ vậy mà lại hợp thành một khối. Đây là con đường Ngụy Tranh tự chọn, Lý Tụng này không trêu vào được, đắng cay ngọt bùi trong đó chỉ có thể để mình nàng ta tự cảm nhận, ai cũng không giúp được. Ngụy La vén tóc mai đang rũ xuống ra sau tai, chậm chạp hỏi, từ khi nào ngươi cũng thích mấy thứ bát quái này rồi? Kim Lũ lập tức im lặng, nàng ta biết mình nói quá nhiều, liền ngoan ngoãn đi sau lưng Ngụy La không lên tiếng nữa. Đi tới khúc quanh cuối cùng của hành lang, qua cửa tròn sẽ có một con đường nhỏ đi vào bên trong. Ngụy La cất bước đang muốn đi vào thì đột nhiên có thứ gì đó bắn tới với tốc độ cực nhanh. Thứ đó rơi xuống trước mũi giày thêu của nàng, ngăn trở đường đi của nàng. Ngụy La cúi đầu nhìn, là một cây châm ngọc điệp kim thiền và ngọc bích, có chút quen mắt. Kim Lũ đứng bên cạnh kinh ngạc hô lên, đây là gì, là ai ném? Ngụy La nhìn nó một hồi lâu, lại quay người nhìn về phía sau. Quả nhiên Lý Tụng đứng trên hành lang nhỏ cách đó không xa, vẻ mặt không chút biểu tình, vẫn bộ cẩm bào đó, cao lớn vững chãi, gương mặt công tử trong trẻo lạnh lùng của hắn lúc nào cũng gắn với hàng mi nhíu lại, thân sắc lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác hắn không có tình người. Mặc dù Lý Tụng đang nhìn Ngụy La nhưng một câu cũng không nói. Kim Lũ muốn khom lưng nhặt cây châm lên, Ngụy La liền giữ lấy bả vai của nàng ấy, không để nàng động. Nàng biết cây châm này là gì rồi, lần trước nàng dùng cây châm này đâm hắn bị thương, cũng chưa lấy lại, không nghĩ tới hắn còn giữ tới bây giờ. Lúc này Lý Tụng không ở tiền thính dùng bữa, chạy tới đây làm gì? Lý Tụng đứng im nhìn Ngụy La. Ngay lúc Ngụy La cho rằng hắn mở miệng nói gì đó, hắn lại xoay người rời đi, không nói tiếng nào. Không bao lâu, bóng dáng hắn liền biến mất khỏi tầm mắt của Ngụy La. Kim Lũ đối với một màn này rất khó hiểu, nhìn nhìn Lý Tụng, lại nhìn nhìn Ngụy La. Tiểu thư, có phải người ném cây châm kia đi không? Sao lại ở trong tay Lý Thế Tử? Ngụy La không trả lời, xoay người đi vào cửa tròn. Kim Lũ vẫn kiên nhẫn hỏi, tiểu thư, cây châm này ngài còn cần không? Ngụy La nhàn nhạt nói, không cần, ném đi. Ngũ tiểu thư phủ anh quốc công xuất giá, tứ tiểu thư lại không có hôn ước trong người. Trong giới quý nữ Thịnh Kinh, có không ít người trong tối ngoài sáng thăm dò hôn sự của Ngụy La. Dù sao danh tiếng của Ngụy La rất tốt, bộ dáng lại là nhất đẳng. Trước kia có chỉ phúc vi hôn với Tống Huy, nên người khác không dám nghĩ tới. Bây giờ hôn ước đã không còn, những người có tâm tình tìm mối cho nhi tử của mình, ánh mắt đều đặt trên người Ngụy La. Hôm nay là đại thọ 70 của phụ thân Tần Thị, An Lăng Hầu, mời một nhà anh quốc công cùng qua đó.
Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng tất nhiên cũng cùng đi. Chỉ là Ngụy La đi với Tần Thị, mỗi khi gặp một mệnh phụ phu nhân nào đó, ánh mắt đối phương hoặc vô tình hoặc cố ý đều rơi trên người nàng, muốn nói lại thôi, khiến toàn thân nàng không được tự nhiên. Ngụy La biết rõ ý của bọn họ, Tần Thị từng nói với nàng, hỏi nàng có nhìn chúng ai không, nàng đều lắc đầu từ chối. Ngụy La nàng đã có người mình thích, người kia còn mỏi mắt chờ mong nàng gật đầu, sau đó tới cửa cầu hôn. Ngụy La tìm cớ rời đi, dẫn Ngụy Thường Di đi hậu viện chơi. Ngụy Thường Di đã tới đây mấy lần, coi như quen thuộc với nơi này, lại không có người lớn quản thúc, liền hoan hỉ nắm tay Ngụy La băng băng về phía trước. A La tỷ, đệ biết phía trước có một cái xích đu, là tiểu cữu cữu đặc biệt làm cho đệ, nói đệ lúc nào cũng có thể tới chơi. Tiểu cữu cữu trong miệng Ngụy Thường Duy là tiểu nhi tử của An Lăng Hầu, Tần Sách, năm nay 24 tuổi. Tần Sách trước đây là một người rất nghịch ngợm, khi trưởng thành cũng dần biết thu liễm tính tình, bắt đầu nghiên cứu binh thư, viện cưỡng coi như có tiền đồ. Ngụy La đi theo sau Thường Di, thấy hắn chạy nhanh như vậy liền nhíu mày nhắc nhở. Thường Di, chạy chậm một chút, coi chừng té. Ngụy Thường Di vô cùng nghe lời Ngụy La, quả thật dừng lại, đi từng bước nhanh tới phía trước. Ngụy La xì một tiếng, dở khóc dở cười. Vòng qua một hành lang dài, không gian trước mặt liền rộng mở, trong sân là cây rong xanh rì, giữa những cây rong thật sự có một cái xích đu. Từ nơi này đi lên phía trước không xa là tiền viện, đó là chỗ An Lăng Hầu đãi khách, bên trong đều là khách nam. Ngụy Thường Di kéo Ngụy La tới chỗ xích đu, đi được một nửa hắn đột nhiên dừng lại, nhìn phía trước, vui vẻ nói, tiểu cữu cữu. Ngụy La dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Hành lang nhỏ trước mặt có hai người đang đứng, một người mặc cẩm bào màu trắng thêu thị đế hoa văn, có chút lạ mặt. Gương mặt cùng Tần Thị có 4-5 phần giống nhau, có lẽ là tiểu cữu cữu trong miệng Ngụy Thường Di. Một người khác mặc cẩm bào xanh sẫm thêu mãng xà, cỏ má anh tuấn thân thể cao ngất. Hắn chỉ cần đứng ở đó, liền tỏa ra vẻ quý khí nói không nên lời. Ngụy La dừng bước, sao Triệu Giới lại ở đây? Triệu Giới không thấy nàng, mắt phượng thâm thúy nhìn về phía trước, không biết đang phần cao thấp với ai. Ngụy La bị Ngụy Thường Di kéo đi qua, dừng cách đó vài bước, cuối cùng thấy rõ ràng người đối diện Triệu Giới. Trong lòng Ngụy La run rẩy, người này sáng sớm hôm nay còn cùng nàng ăn cơm, cùng nàng xuất môn. Ngụy Thường Di không chờ được kêu lên, ô, Thường Hoàng ca ca cũng ở đây sao? Ngụy Thường Hoàng đứng đối diện Triệu Giới, hắn thấp hơn Triệu Giới nửa cái đầu, nhưng khí thế trên người tuyệt không thua Triệu Giới. Môi mỏng của hắn mím lại, mặt nhăn nhó, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngọc kê thượng hạng trên đầu Triệu Giới, trong tay áo không tự chủ được, nắm lại thành quyền.